Và cuối cùng, chúng tôi đã không thể tiếp cận được bên trong pháo đài bí ẩn. Ngoài thông tin của kiến trúc sư Vũ Tuyết Lan, người đã cùng đơn vị bộ đội đầu tiên quay lại dọn dẹp, khơi thông pháo đài này, về hơn 20 bộ hài cốt đã được khâm liệm và di chuyển. Điều đó khiến chúng tôi tin rằng thông tin về 400 người chết, về hàng trăm người chết trong ngôi mộ tập thể này là không chính xác. Thị xã biên giới Đồng Đăng, cách thành phố Lạng Sơn 14 km về phía đông nam, thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Diện tích 700 hectare, đông giáp xã Bảo Lâm, nam giáp xã Phú Xá, tây nam giáp xã Hồng Phong cùng huyện, tây giáp xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, phía bắc là Trung Quốc. Đồng Đăng nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, có vai trò quan trọng trong giao thương qua cửa khẩu biên giới với Trung Quốc, đem lại nguồn thu ngân sách lớn cho tỉnh Lạng Sơn cũng như cho quốc gia. Là khu kinh tế cửa khẩu phát triển năng động nhất trong cả nước, thu ngân sách đạt 2.400 tỷ đồng, chiếm 31%, cao nhất so với các khu kinh tế cửa khẩu trên cả nước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 288 triệu USD và nhập khẩu đạt 1,25 tỷ USD. Có 40 dự án với tổng mức đăng ký trên 5.590 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp đăng ký và hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu trên 100.000 doanh nghiệp. Phía tây nam thị trấn Đồng Đăng cách Hữu Nghị Quan khoảng gần 3 km, có một pháo đài xây dựng từ thời Pháp. Qua tìm hiểu được biết, pháo đài hình bầu dục, tường dày 2 mét, có 3 tầng, mỗi tầng có 4 gian thông nhau bằng một cửa nhỏ. Từ tầng nọ lên tầng kia có cầu thang xây nhiều bậc. Toàn bộ pháo đài được đặt sâu trong lòng một quả đồi. Từ xa nhìn đến, chỉ thấy cây cỏ bao phủ. Chân đồi là phố xá sầm uất, có hai cửa, là hai đường hầm. Đường hầm cửa phía bắc dài khoảng 1 mét dẫn vào tầng thứ nhất. Đường hầm cửa phía nam dài tới 20 mét dẫn vào tầng thứ hai. Đây là vị trí phòng ngự quan trọng, án ngữ đầu mối giao thông cả đường bộ và đường sắt chạy sang Trung Quốc. Những bài viết về pháo đài Đồng Đăng khiến chúng tôi rất quan tâm và muốn khám phá. Đó là nội dung về 400 người chết trong pháo đài do khí độc của Trung Quốc, là bí ẩn tầng hầm của lâu đài bất khả tiếp cận, là nghi vấn người Pháp giấu vàng. Chúng tôi tìm đến pháo đài, nhưng ngay cả vị trí cửa hầm ngầm cũng không tìm được. Chúng tôi tìm lên đỉnh đồi, bắt đầu với những lỗ thông hơi, những lô cốt bị đánh sập. Tìm đến với pháo đài Đồng Đăng, chúng ta đã tìm đến với những ngày tháng 2 năm 1979 lịch sử. Nơi đây đã diễn ra trận chiến ngoan cường của quân và dân ta trong chiến tranh biên giới với Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, hãy tìm hiểu trong Dựng nước và giữ nước hoặc trong Quân sử Việt Nam qua lời kể của những người trong cuộc. Trong khuôn khổ video này, Minin Việt Nam xin giới thiệu quý vị và các bạn hình ảnh thực tế của pháo đài Đồng Đăng. À, đây là một cái cửa hầm và nó có bậc. Theo như bác An nói thì trước đây nó có sắt, nhưng mà các bạn là nó cưa lấy hết rồi. Đấy, trong là cái tảng mà đổ xuống là ở trên cái đường hầm này cơ mà, trên thôi mà. Cái tảng kia bên trên cái tảng này. Ừ, lên trên bên tảng này. À đúng rồi, đây là cái lỗ chuồng này, các bạn có thể nhìn thấy. Đấy. Chúng ta không thể xuống được bằng cái lối này. Lối này là những cái thang đã bị bên dưới này cắt mất rồi. Vào đây. Và bây giờ tôi sẽ xuống bằng một cái lối khác. Đó là cái lối này. Đi xuống đây. Nó và đi vào đây. Không thì nó vào lối này á. Vâng, thế là cũng không hiểu cái này nguyên bản của nó là như thế nào nhỉ. Thế cái này nó đổ vào đây hay sao ấy? Đổ ở đây này. Đúng rồi. Đủ toàn là những cái sắt dựng lên này, cái đổ cao kia là. Vâng, nhưng mà cái chỗ miệng cái này cũ nó như thế nào? Cái cũ nó bậc thang nó xuống đấy. Ừ. Đấy, bậc thang nó xuống đây mà.
Nhưng cái miếng này này, lỗ này mà. Bác, cái miếng này thì sao lại vỡ như này? Trước nó ở vỡ đâu? nó bắn ra thế này nó đổ xuống dưới kia một tảng rồi. À. Đây lăn xuống cạnh cái bụi tre kia cả. Cũng to bằng cái tảng ở đây này. Tảng ở bên đằng sau nhà bác này. Đây là tầng trên, tầng dưới. Ừ, tầng dưới xuống. À, chúng ta bắt đầu xuống. À, xuống dưới kia mới có cái đường vào. À, ừ. Thế từ đây xuống có tìm được đường không? Tìm được đường có là cầm gì có đèn. Cứ đi mà mò này là xuống à? Mò nhưng mà nó lấy hết sắt làm gì, nó có cái gì mà bước xuống. À, lại không có thang để bước xuống. Ừ. Xuống thì liệu có lên được không? Không có cái thang xuống mà. Cái này nó đổ bếp, nó cưa sắt này này. Tối lắm, cái đèn rộng, rất là muốn xuống. Và đây là nếu như mà muốn xuống thì chúng ta sẽ xuống theo cái đường này. Đây, nó tối như thế này và nó không còn một cái bậc thang nào thì không hiểu là... Nó không có sắt. Không biết là sâu đến đâu. Có cái sắt nó mới từng bước xuống được. À, đèn của bố sáng đấy, bố dọi nữa rồi đi. Ui, sầu lắm. Theo như người dân ở đây nói thì trước đây vẫn có thể xuống được theo cái lối này. Nhưng bây giờ thì những thanh sắt ở đây đã bị cắt đi và nó là một cái vách thẳng đứng. Cho nên chúng tôi không thể xuống được. Và đành phải chào tạm biệt. Tức là nếu như bây giờ mà đi xuống dưới thì cũng không vào được hả? Không xuống được mà. Lúc trước một đội là lấy làm đường xuống cái hố này mà. Không, nhưng mà nếu mà mình đi cửa khác ấy, đi xuống dưới kia thì có cửa khác nào? Thì bên đằng kia cũng có cửa, bên nào cũng có cửa, bốn cửa. Nhưng đường thế nào? Nó chắn hết rồi. À. Thế còn như cái đường ngày xưa mà dân chạy sơ tán mà chạy vào thì chạy như nào? Chạy vào, mấy cái gia đình chạy vào đây nó sụp xuống thì nó mấy cái gia đình nó chết ở trong này hết rồi. Về sau bộ đội làm ấy thì mới lấy xác đi hết. Thế à? Ừ. Tức là sau này ấy? Ừ. Tầng dưới kia nó có giường, có đường vào, có bể nước này, có giường, có cái mú cối vẫn còn đẹp lắm. Thế bây giờ vào được không? Đẹp lắm, bây giờ có vào được không? Bây giờ vào làm gì mà cứ xuống được à? Không có bậc thang làm gì. À, thế tức là bác vẫn nói là từ trước là đi từ đây xuống gì? Ừ. Đấy, em muốn hỏi là cái lối bên dưới có đường vào không ấy? Có đường vào nhưng mà cái ở bên đằng kia đấy, vào đấy nhưng mà bây giờ nó sụp xuống hết rồi. Làm không, đây là mình đi đường nóc xuống. Dưới phố thì bên kia này nó có hàng vào, bên kia nó cũng có vào mà. Thế còn vào được không hay là lấp rồi? Lấp hết, cho nên là bốn cái cửa này là lấp hết. Tức là có nhiều cửa như thế này nhưng mà cũng được. Bốn cái cửa, nhưng mà bây giờ nó sập. Cửa như thế này là bốn cái. Ừ, bốn cái. Còn cái cửa. Tôi ngồi trên cửa của một cái tháp canh đổ nát trên pháo đài Đồng Đăng và ngắm nhìn ra chung quanh tôi. Mặc dù không am hiểu địa hình nhưng tôi cũng biết đâu đó quanh đây là biên giới. Đây kia trước mặt tôi là con đường 1A đấy, 1A Hà Nội Lạng Sơn đấy, chạy thẳng lên cửa khẩu Hữu Nghị đấy. Và các bạn có thể nhìn thấy là ô tô xe máy đang chạy trên đường. Và tôi ngồi đây là tôi có thể đếm được. Wow. Đó kia là rẽ vào Hữu Nghị này, vào Bảo Lâm này. Vâng, đi qua cái dốc kia vượt vào bên trong thì mới là vào trong Hữu Nghị. Còn cũng chưa biết Hữu Nghị nó ở chỗ nào. Đúng không ạ? Ừ, khỏi cái chỗ kia. Vâng. Chỗ kia vào mới là cái vâng, khỏi chỗ đấy vào xong là mới bắt đầu vào Hữu Nghị. Ở chỗ này nó còn tìm được mấy... Chính luôn đây à? Chính cái cửa này. Ừ. Chỗ kia là xây à? Đâu là lan lan xây chỗ nào mình không tưởng tượng ra được. Đây là biết mà... rồi, thế này là biết rồi. Cái chỗ mà miết kia ấy à? Tớ đảm bảo nó biết cái cửa này. Sao cửa này luôn? Cái miếng cái bê tông nhẵn nhẵn này này. Cái chỗ biết này hả? Vốt nhẵn này hả? Ừ, chỗ đấy rồi. Trước là nó làm gì có cái này, nó là những cái cục nó cứ vuông vuông như thế à, nó lao xuống nó bị sập xuống không? Thế không có cái này á? Không có cái nào? Cái cục này á? Có cục này chứ? Có nhưng mà nó nói là nó chứ nó thành những cái cục như này chứ nó không thành có cái đường bê tông như này là nó chấn à, rồi, nó đã đổ thêm để đỡ cái chân này rồi.
Đấy thì nó đổ thêm cả cái chân này để đỡ không sợ, sợ nó tụt tiếp cái cửa. Thế là chỗ kia là cửa luôn. Cửa này cửa trên kia cơ. Ừ. Chứ không phải cửa dưới này đâu. Ừ. Tức là cái cấm bê tông này trước nó ở trên, xong cái trụ nó cao ở trên nó tụt xuống đây cơ. Ừ. Còn có lỗ giọt chuột đấy. Đây này. Lỗ thông hơi thôi, lỗ thông hơi. Lỗ để xuống. Vâng. Lỗ xuống ngày xưa nó thò đầu. Thế là trước là Lan đi qua này à? Tớ đi qua cửa này rồi. Nhưng mà lên trên, cậu lên trên kia nhá. Lên rồi. Lên thấy cái gì không? Đấy, lên có lỗ xuống, có lối xuống nhưng xuống nó được. Có một cái chỗ này. Đường trên này này. Có, xuống đi. Một chỗ này. Chẳng có mấy cái hố đây nha. Đây này. Ui đừng, tụi mày đừng có lùa vào đấy. Rắn hết đây. Nó bị trôi đất rồi. Đây đúng không? Ừ. Là phát quang khai quang. Quang phải có con dao, đi vào đây là phải có dao. Ờ, nó nhẽ mượn nhà kia con dao. Đây mới là lỗ thông hơi này. Thế là đây là cửa xuống à? Lan, đây là cửa đây xuống này. À? Đây cơ mà. Đây đi ra đây cũng được này. Không nhưng cái ô này thì sao? Thế mà. Đây và này sang này. Đây, các bạn ấy đang xuống và hôm qua là tôi lỗ này dễ vào hơn này. Thế hả? Được rồi, cho hai đứa xuống lấy cái hình ảnh đấy. Hết sức kiềm chế nhá. Hai. Khi mà cháu ở trong đấy rồi thì cháu quay mặt ra một tí. Sao bên này chụp mặt dễ hơn. Ừ. Rồi, ok. Hôm nay với sự dẫn đường của người đã từng đi theo bộ đội vào đây để... Đâu rồi, bên ý có qua bên này được không? Đấy, nó vừa thò đầu ở đấy thầy. Đâu rồi, quay ra đây xem hình cái nào. À, đây rồi. Đây, người bạn đồng hành của tôi. Rồi, xin chào. Ở trong ấy tình hình thế nào? Tình hình rất tốt. Địch vẫn đang tấn công. Tình hình ở trong thế nào? Trong, đất cát. Có rộng không? Cát cũng trôi vào nhiều hẹp rồi. Hẹp lắm. Nó xuống đến trần rồi à? Ừ. Thế là có còn có thể đi được nữa xuống không? Hay hẹp lắm. Thì ở 2-3 cái chỗ đi rồi. Có mũi ra. Không, nhỡ có con rắn nó rơi thì trên không xuống. Không có, chứ anh em cháu ấy rồi. À, không có. Hai thằng đi từ trước đi. Một cái miệng hầm nơi mà cách đây ít phút là hai bạn trẻ đã xuống rồi. Có nghĩa là có thể yên tâm được. Nhưng mà mình đi được bạn nào không? Ơi. Một tí là lên tắt đấy rồi. Tắt rồi. Tôi quyết định khám phá xem ở trong này nó là cái gì. Cái này là hơi khó xuống không gì. Bác kia bác cứ xuống chuyên gia quân sự xuống thì mới biết nó là cái gì. Ở đây thì vẫn đang là rất là rộng rãi. Ui tập võ rồi à? Rất là rộng rãi. Và đây có vẻ như là nó là một cái lấy máy đi. À được rồi, cầm thế nhá. Bê tông phải cao 3 mét đấy cô ạ. Bê tông cao có vẻ là phải đến 3 mét đúng không? Và một cái diện tích như thế này chỉ khoảng 8 mét vuông thôi nhỉ? Không được. Không được nhỉ? Cái chỗ này là không, cũng rộng ở đấy. Dưới, ở dưới cái con đất và... đất nó sẽ sâu xuống như thế này. Ở đây chỗ này có lẽ như là nó bị lấp, nâng cái đáy lên. Và ở đây thì có cái lối để đi vào. Tôi sẽ thử xem là nó sẽ như thế nào và đi đến đâu. Cháu soi cô nhé, cháu quay cô nhé. À, đây chỉ là một cái hàm ếch và đất thì cũng vẫn đang tiếp tục lở xuống. Có nghĩa là cái tầng này là bị nền bị nâng lên cao đúng không? Đấy. Để cô lên vẫn được không? Ừ. Đây là một cái lỗ nữa thông hơi này. Đây lỗ này thì có lẽ là do nó bị sạt lở mà thành thôi. Tức là ở đây có ba cái lối xuống. Thì theo cái cách thức ở đây mà nhìn thấy thì có vẻ như là có một lối xuống, một lối lên và một lối là bị sạt lở. Đúng không nhỉ bạn nhỉ? Có vẻ như thế đúng không? Và cây cối nhằng nhịt. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy là cũng kể ra thì cũng hơi khó tưởng tượng. Đấy là lên đường này hả? Vâng. Cháu lên đi cô quay cho. Thôi đường nào vừa nãy cũng tụt xuống rồi thôi. Nhưng mà lúc nãy cháu tụt có quay được đâu? Có quay được không? Không biết ạ. Không.
chúng tôi sẽ lên bằng cái đường này. Đấy, phía tay phải tôi mà bạn trẻ đang lên đấy thì hình như đấy chỉ là một cái khe bị sụt lở thôi. Nhưng mà lên đối đấy thì dễ hơn là cái lối bên kia. Lên bên này hay bên kia đây? Em lên bên này. Bên đây cao mà dốc lắm. Dạ. Lòng hầm rất là cạn. Dường như là đất đá đã kiểm tra nó sâu bằng đâu, không có ngập dày nhá. À. Đấy mà nó lại sụt một phát. Ôi, tí nó lên làm sao? Lên được ạ. Ôi trời trời trời, giỏi nhỉ. Nó lại sụt một phát xuống. Ở đây lên, sâu lắm. Đến cổ thì bỏ mẹ. Đi vào cái là thành cũng y như này và xuống sâu đúng không? Sâu rất sâu, nó có một cái phố thông hơi rất sâu. Nó y như này và sâu xuống đúng không? Vâng. Thế là sâu tầm khác. Vâng, đấy tức là cái này là cái đấy, các bạn có thể nhìn thấy không? À, đây không biết là có từ đặc công ra không đây hả bạn? Cháu cũng học quá. À, thế à? Chắc là từng là con ngũ hả? Không ạ. Không hề à? Quá đấy, giỏi. Đi thi Sasuke chưa? Cháu chưa. Sasuke đúng. Có bài này. Vậy là rất là giỏi. Và cũng rất là may là mình đã có. Cháu có áng chừng là nó sâu khoảng bao nhiêu thì xuống được đến 4 mét, nhưng mà trong cái đó mà không mấy có phải 3-4 mét nữa. Còn điện thoại thôi. Ấy đừng có lại gần cháu, không mình không biết miệng nó ở đâu. Đừng có lại gần, cây nó tụt phát là xuống không lên được ấy. Nó sâu như cái kia này chịu. Đâu rồi? Ồ, người dẫn đường đã biến mất. Lan ơi. Có gì hay không? Đâu, giơ cái gì lên để nhìn cái nào? Đi thẳng lên đây này, nó còn cái cửa sau này. Cái cửa này khó vào ạ. Con nhìn thấy cửa không? Thấy mà. Trong cái cửa dưới, cửa này cửa thoát đấy. Đây chính là cửa thoát à? Đây có phải cửa xuống suối không Lan ơi? Hả? Đây có phải cửa xuống suối không? Đấy, cái cửa này thoát ra suối đấy. Ừ. Đấy, đi vào. Đấy thì đang hỏi Lan là có cái lối dưới để vào không? Nó qua nhà dân rồi nên tớ không biết à. À. Đi. Mãi. Không xuống đây đâu. Không, nó mở ra thôi, hỏi cho nhìn thấy không có lại bước chân vào. Kia ra bên kia. Và kia là cái cửa. À, và quả thật là nhìn cái cửa còn nguyên vẹn này thì ta có thể suy đoán ra về cái cửa vỡ ở đằng kia. Tức là cái tấm mái mà đã bị bung ra thì đây, nó đang còn nguyên. Và hai thanh niên của chúng tôi đang băng đường mở lối hết sức cẩn thận. Muốn lên, muốn vào phải đi phía dưới này. Cô Lan đây, cô cầm cho. Hết sức cẩn thận, anh cứ để yên. Được, anh cứ để yên. Anh cứ để yên xem nó đi kiểu gì. Thì có cái miếng trên cũng bị vỡ kìa. Miếng trên bị vỡ nhưng mà vỡ vẫn nguyên. Đồ đánh hết, đồ đánh để cho sập để ấy hả? Đây là phía hậu phương. Và như vậy là những bạn trẻ của chúng ta đã chiếm được lô cốt thứ hai. Đây là một lô cốt mà khá còn là nguyên vẹn. Nói là nguyên vẹn có nghĩa là nó vẫn đứng im ở tại vị trí. Chứ còn thực ra thì từ đây quan sát là cũng đã thấy vỡ rồi. Hai bạn. Đi đi hai đồng chí. Những đường nét ở đây thì còn khá là rõ đúng không? Đây. Đây cái khe này. Khe này là xuống được đây này. Chính là một cái lối để xuống này. Nhìn cái dài xuống thế hơn đường này. Ừ, bây giờ làm sao sang được bên đấy? Đây là những cái hòn đá. Và như vậy thì với cái phía trước khá là hoàn chỉnh kia thì nhìn những cái hòn bê tông to vật vã như thế này, to bằng những chiếc ô tô, thì các bạn cũng có thể thấy là ở đây có một cái sức công phá khá là lớn. Và vậy là bên kia quay lại thì nhìn cái nóc lô cốt rất là chuẩn, nhưng sang đây thì thấy cả một cái lô cốt đã bị đánh vỡ.
cháu qua được, cháu bước ra cái gành này. Nhưng cô không muốn được. Cô cũng được mà, cô cũng qua được. Thôi thôi, thôi. Đi lối anh Sơn chắc ăn hơn. Đi lối anh Sơn chắc đây ăn hơn. Cô đạp được chân này, bám ở đây cô cũng bám được này. Cô lên được. Cảm thấy không được, cái là cô thôi ngay. Đấy, đạp chân đây là để đạp cái tay thôi. Rồi, ok. Này. Chà. Không được rồi, thế là đang quay rồi đấy. Wow. Hẳn cứ nghĩ đến đoạn đi đã nhỉ, còn đến lúc về. Lúc về cũng thế. À, thế lại qua đây à? Cháu quay cho cô toàn bộ cái vùng này. Khi các bạn có được những thước phim ở khu vực pháo đài Đồng Đăng rất đẹp này, thì đây là người quay phim của chúng ta. Vâng, anh ấy đến từ thành phố Hải Phòng. Một trong những thanh niên hiếm hoi mà tôi gặp có một lòng say mê với lịch sử. Và đây, một bạn đồng hành của chúng ta. Sau khi chiếm lĩnh được phía trên này, bây giờ chúng tôi bắt đầu khám phá. Ở đây cũng thấy có một cái miệng hầm vuông vắn như ở phía bên kia. Nhưng mà khác là nó không bị đất đá lấp. Và chúng ta có thể tiếp cận nó một cách là khá hơn. Đấy, tôi đã được nghe người đi đầu nói rằng trong ấy có lối đi. Vậy chúng ta sẽ cùng đi vào. Cũng phải bình tĩnh thì tôi còn phải hạ độ cao nữa. Chắc chả phải ai lấp đâu mà là mưa gió xong rồi nó trụi vào ấy. Có một cái đường đi lên đây thì cái này có một cái cửa nhưng mà... Có nghĩa là... Đây có hầm đi sắt này các bạn. Đây cũng có lối, cũng giống cái hầm bên kia. Bên này lại đang còn cái những cái mấu sắt. Này, trong mấu sắt này chắc là bị cưa bớt. Đây là không phải cưa bớt đâu, mà theo như bác An ở dưới kia bác nói là các bạn nghiện, các bạn ấy mang đây là nó là bậc thang để đi xuống cửa. Vâng. Đấy, bậc thang bên kia cũng thế nhưng mà bị được là các bạn nghiện, các bạn ấy cắt đi. Và bây giờ là chúng ta đang ở trong một cái lòng lô cốt đã bị đánh sập. Các bạn có thể mường tượng ra nó. Thực ra tôi cũng chẳng mường tượng ra như thế nào. Đây là vách này. Có cái bậc thang này cô này. Ừ đúng rồi, đây là vách này. Đây là vách này. Và lúc nãy ở trên thì đây là miếng trần bị sập xuống này. Đây cũng là một miếng trần bị sập xuống, cái khu phòng này khá là to. Và đây là lối lên. Wow. Lối lên. Và căn cứ theo cái này thì liệu có phải nó đổ xuống không hay người ta đặt nó làm sẵn như thế này nhỉ? Đổ. Nó đổ đây. Xuống phải không? Đây là đổ xuống này. Và đây là những cái mà ta làm sau này làm mới. Mà là giữ nguyên cái hiện trạng đổ này. Để cho nó đừng đổ tiếp trong. Ở đây là những bậc thang. Thật là cảm thấy rất là thoải mái. Vì lần đầu tiên mà chúng ta đã nhìn thấy một cái hướng đi. Đây là những cái bậc cũng không rõ lắm là bậc xây từ thời ta hay từ thời Tây. Cả đi. Ở đây có một cái đường xuống bản nhưng mà ở trên cao thì không nhìn thấy được vì cây cối che lấp rồi. Bậc thang đi xuống xong rồi xuống được khoảng 2 mét thì có một cái con đường mòn xuống. Vâng, rất là cảm ơn bạn. Và như vậy là chúng ta đã phát hiện ra con đường mòn này hơi muộn. Vì vậy mà có những cái đoạn treo leo rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta đi theo một con đường mòn. Bởi vì là nhìn theo cái dáng của nó thì có lẽ là đúng là đường mòn thật. Đây. Và như vậy là đường đi của chúng ta đã dễ hơn nhiều. Đây, cái điểm lô cốt thứ 3 nhìn ra phía đường đi sang bên Tràng Định ấy. Là cái đường này, cái điểm kia, điểm lô cốt kìa. Thế nó có một cái đường xuống, nó chạy nối vào cái đường chính này. Nối giữa cái trạm 1 với trạm vừa nãy cuối cùng mình nối ấy. Nó có một cái đường thẳng đấy thì thằng này nó chẹo chéo vào. Nối ở trong lòng của lâu đài.
trong lòng ấy, trong lòng pháo đài nó sẽ đi xuống này, nó rút vào nó nối, chắc là nó sẽ nối vào với nhau ở bên dưới nhau. Tất cả nó đều nối với nhau đúng không? Có mấy cái, như vậy là có ba phía, có ba phía, có ba phía, đây là một này, bên cuối cùng bên, là ở bên trách bên tay phải của mình đây đang nhìn thấy này, đây đúng rồi, vâng. Có một lô cốt đấy. Cái thứ hai là cái mà mình vừa mới ra khỏi đấy. Đấy, và mình đã vào trong đấy, đấy. Và cái thứ ba là cái đổ nát hôm qua mà mình ngồi ở trên. Đúng. Cái đấy là cái bị nặng nhất, cái về hướng về phía cửa hữu nghị là bị nặng nhất, đây không nhìn thấy gì. Bên Trung Quốc nó vào đầu tiên. Đúng rồi. Sập đầu tiên. Đi nữa thì đang còn một cái nữa đâu. Cái hổ mới bẩn lắm. Không biết được. Nó ở cái hòm kia là có cái chỗ lụt cây xuống cái bụi không đấy. Nhưng mà cháu nghĩ nó cũng chỉ vậy thôi. Chỉ thế thôi. Thì cái này là cái này thì nếu nó không còn lại được, cái đấy là cái nguyên vẹn nhất ấy, và còn ấy nhất ấy. Cháu nghĩ là không ấy nữa, tại vì là nó cũng vậy thôi. Nó cũng vậy, xong nó nối sang nhau thì giống nhau. Rồi. Nó cái này là... nó cũng thụt xuống một tầng sau nó mới vào cái hệ thống tầm trung. Ông bên này là quốc lộ 1B, cái này 1A, còn cái thằng này là đi ra 4B. Nó đứng ở đây nó khống chế ba cái đường vào. Lan ơi, thế từ hồi mà mình lên đây ấy, thì là cũng khoảng năm bao nhiêu cô nhớ không? Ôi, đúng hết rồi. Đúng rồi. 6, 7 năm không? Không, hơn rồi. Hơn rồi? Ừ. Thôi, hồi đấy tại sao mình lại đi? À, mình lại lên. À, tôi thấy là bộ đội. Họ nhờ mình đi vào tư vấn sửa chữa. À, thế là bộ đội họ lên đây, họ làm và họ mời mình tư vấn sửa chữa. Sửa chữa cho để coi như phục hồi lại pháo đài đấy. Ừ. Thế là khi mình lên mình vào thì có mình bom thì thôi. À, đúng nó phải đi già chứ hết chứ. Thế bọn bộ đội già hết rồi. Bộ đội già thì có bom mìn gì không? Không, không có bom mìn gì. Không có bom mìn gì. Thế nào bom mìn gì? Ừ. Thế mình vào thì có còn đại loại là như cốt hay là gì đó có không? Đó. Nhiều không? Ở cái cửa đầu này này. Ừ. Này là nhìn hết rồi. Cửa sập này. Ừ. Rất là nhiều tư thế. Cái cửa phía... Cửa dốc đây. Ừ. Tức là cố thủ. Ý là cửa phía bắc đấy. Ừ, cửa cố thủ đấy. Ừ, cửa cố thủ. Đánh vào đầu tiên. Thì có thể suy ra là bộ đội đúng không? Chắc là bộ đội. Ừ. Đánh từ hướng bắc. Sau khi họ vào họ thu dọn thì được hơn 20 bộ hải cốt. Thì mình làm lễ... Tức là gói ngay tại đấy, cũng để trong cái hầm ở trong ấy. Ừ. Xong nó có cái gian khá rộng. Ừ. Đấy, xong là thắp hương hết, gom hết đợt bắt đầu mới đưa đi mà. Như chỗ mình vào vừa rồi nhá, là cái tầng trên ở cửa lô cốt ấy. Ừ. Xong để muốn đi xuống dưới thì nó chỉ có mỗi một lối thôi. Đấy chính là một cái hòm gì ấy. Ờ, nó cái... tụt đi cái giếng xuống đúng cái rồi, gì. Đúng rồi, đấy là xuống tầng ấy rồi. Ừ. Nó còn có một cái từ không, nó còn có đường ngang lên nữa cơ. Có bậc hết. Không, thế có là bậc vẫn hết. Còn cái đường khác nữa. Nó có bậc hết. Có cái bậc thang cái cháu gì đấy mà. Không, nó bậc như bậc xây gạch. Bậc xây cơ. Bậc như bậc xây gạch ấy. Bậc xây ấy. Nối dọc các luôn, nhưng mà nói tóm lại là cái ấy là từ pháo đài này giật xuống 3 cấp mới đến cái đường cuối cùng mình thẳng nhau đi. Tức là 3 tầng. 3 tầng. Từ cái chỗ này phải thụt xuống 3 tầng thì mới xuống cái pháo đài dưới cùng. Thế cho nên cái miệng của thằng kia kìa là cũng nó còn có một cái miệng thông ra cái đáy cái suối cái chữ ao anh nhìn đấy. Có cái đường ấy cơ. Cái ngành của Lan vào cái này với các chú bộ đội là gần như là cái đầu tiên. Ừ, là đầu tiên sau chiến tranh nhỉ. Tức là sau chiến tranh là cứ bỏ như thế. Ừ, cứ bỏ không thế. Ông bộ đội vào thì lúc bấy giờ nó là toàn mưa xong bùn chứ không phải đất như này, nó bùn. Vào cũng là phải chống lên bởi vì nó có một số nó dạn gì ấy. Phải chống kiểu hầm lò ấy. Chống lên xong bắt đầu mới chèn bê tông mà. Tổ giữ được đoạn trong. Lan vào đây nhiều lần không? Vào đến 5-6 lần ấy, có một lần phải bò. Ừ. Tức là cái đường từ chỗ họ sang chỗ kia nó bị sụt ấy. Ừ. Phải bò chui. Ông Hiền nó to như thế, tình đội trưởng to thế cũng chui được thì mình bảo anh đi được em đi được. Thế là tình đội trưởng chính thức đi cùng vào. Đi đấy đi vào là đi theo kiểu là... Thông bậc rồi. Có cái lỗ thông hơi ngay đầu đây này này. Đấy là có một cái như là cái giỏ. Ừ. Những cái giỏ đá ấy. Ừ. Thế là anh ngồi chưa, anh bảo anh xuống đường thì em xuống được. Ông cũng vừa kêu tôi xuống. Chứ nó chưa xây này đâu. Nó bé bé tròn tròn rồi xong nó có cái tời ấy. Giờ thằng bộ đội trên thả tời xuống. Thế là cái miệng xây lên cái là đấy, bây là, giờ xây đấy. Đấy nó gọi là cái thông hơi đấy. Ừ, giờ xây đấy. Để xây à? Trước nó chỉ là cái hố đá này. Mà nó bé thôi. À. Nó to đến đâu. À. 3 mét nữa mà chắc là tầng 2, tầng cuối. À, có nghĩa là như này, cháu xuống như này. Xong có cái cửa ngang này thì đi ngang vào sâu không thì bắt đầu xuống. Có đâu nó có một cái tầng như thế nó thẳng xuống khoảng 2-3 mét. Biết rồi, nhưng cháu đi từ cái hố đấy mà khi mà cái cửa nó sang ngang này thì đi sâu không thì xuống hay là một xuống tí luôn. Thôi, một tí là xuống nó luôn. Nó cái cửa xuống một cái nó theo bậc luôn. Nó theo bậc ấy bậc xuống luôn. Bậc luôn. Bậc xuống bậc là thứ nhất xong xuống tất bậc thứ hai mới đến cái là bằng như kiểu cái chiếu nghỉ cầu thang. Ừ, thế, nó giật như thế. Là một tí thế xong nó xuống luôn. Thì đấy là lối lên ba tầng mà. Thì lối đấy là lối lên hay là thông hơi? Nó là lối lên xuống. Thông hơi cái lỗ xây làm gì có mà xuống được. Yeah.
sâu lắm. Cái dông hơi nó thì nhỏ thôi, còn cái đấy là cái hơi là lúc này nó cứ bám bám hai bên xuống này, đấy là xuống. Đấy, đấy. Thì Lan lại vẫn đang em vẫn đang nói về cái đấy đấy. Hai cái khác nhau. Đây là cái chỗ giống y như cái bể nước xây cái này này, lúc thằng cu chui vào xong rồi nhảy xuống đấy gì. Lan tôi không biết tới ở đấy. À, Lan ở không đấy tại vì cháu chỉ thấy cái đường vuông ở đằng này nữa thì chắc là đấy không phải thôi. Ừ. Tất cả cái ba cửa xây là ba lỗ thông hơi. Đấy đấy là thùng ba cửa xây là ba trước nó bé lắm, xong bắt đầu nó mới đục ra, xong nó mở xây thành thế. Ừ. Nó sợ trẻ con rơi xuống nó mới xây cao lên. Ừ. Chứ đúng rồi, đầu vì đấy mà cái tường xây là kiểu hiện đại đúng không? Vâng. Mới xây vừa rồi nó sợ trẻ con rơi thế là nó xây cao lên. Đúng rồi. Chứ còn lúc đầu nó lỗ bé bé này này. Bé nếu mà không đục ra còn không xuống được. Ừ. Tức là nó chỉ có biểu hiện khác hơn một chút lúc mà mới đầu đến ấy, cái hộ thông hơi ấy, đấy là tức là bọn nó là thả bị đạn xuống để bị cửa thông hơi đừng có bịt đâu, nên là chỗ cửa thông hơi là gần như là bị sập xuống nó mới mở rộng to là vì thế. Chứ nhưng mà nhìn như ở đấy mà lúc mà cháu xuống ấy thì là nó xây như cái giếng. À đúng rồi, nhìn đã nói là ban đầu ấy là đó là cái lỗ mà nó bị thả lựu đạn với bộ đội thì các chú nói thôi là nó thả xuống đấy nó bịt lỗ thông hơi là buộc lòng mình không còn lối nữa thì mình phải ra, thế nên là nó mới thả xuống lỗ thông hơi vì nó khống chế ở trên mình ở dưới không? Nó cũng chỉ có lỗ thông hơi chỉ có lỗ thông hơi để thả thôi. Thì nó mới to như thế, chứ còn trước là nó bé thôi. Còn một cái đồng thời lúc mà mình đến đây là còn một lỗ thông hơi nghiêm chỉnh, tức là bọn nó không biết. Nó chỉ bé to hơn cái chai một tí thôi. Tức là ở dưới nhìn thấy rồi, còn trên không phát hiện ra. Ừ. Dưới mình nhìn thấy, còn có một cái lỗ không ở gần cuối cuối là dưới kìa. Tức là cái đấy là bọn nó không biết đấy là thông hơi, nhưng nó không thả. Nếu bịt cả cái lỗ thì nó định ngạt. Lúc cô này xuống không đưa cho nó cái máy. Có lần là tôi cũng quay lại đơn vị, tôi cũng quay lại đơn vị là vì rằng mình vẫn có một cái gì đấy nó rất nặng nề, thì tôi mới quay lại một lần, tôi mới quay lại tôi hỏi là cái C42, tôi quay lại cái trung đoàn 12, thì lúc bây giờ tôi lâu lắm rồi, nhưng mà tôi đúng cái tên thì lúc bây giờ thì tôi thấy có một dãy nhà B, thì có thật tôi thấy có đóng cái biển C1, C2, C42, C4. Đấy, tôi đứng ở ngoài nhưng mà nói thật là như này không vào lộ. Đứng, cứ nhìn thấy cái biển này thì nó cứ dưng dưng, không thể nào vậy được. Thế là tôi không vào được. Nhưng mà lúc bây giờ thằng cán bộ thì cái thằng cán bộ đấy nó không biết, tôi chỉ nói từ tiểu đoàn 4 rồi cho tôi đảo qua tiểu đoàn 4 một tí. Nhưng mà sau này tôi mới hiểu được rằng là đến tận cán bộ, tất cả những cái thằng cán bộ ở cái trung đoàn 12 ý mà muốn lên được đều phải bước qua cái C42 ý. Nên tôi mới hỏi, có một lần tôi hỏi thằng trung đoàn trưởng ấy, tôi bảo nó là thì cậu có biết cái C42 của trung đoàn 12 không? Nó bảo có, chính cháu là đại đội trưởng đại đội 42. Đấy, cháu đã từng là đại đội trưởng đại đội 42. Và chú người biết rằng là tất cả những cán bộ ở đây muốn trưởng thành đều phải qua cái C42. Là tôi cứ đi tìm nhưng mà không gặp được. Mà nhưng mà cách đây được khoảng hơn 15 thì chính thức là được hơn 15 thì là mới liên lạc được. Thì cái nhóm chúng tôi bây giờ là còn có Tiến này, tôi này, Hùng này, Phát này. Đấy chỉ còn lại chừng Tiến này. Chính anh Hùng là anh bị thương ở sân đấy ạ. Cú que là bị thương rồi. Bây giờ tất cả đều bị thương hết. Tôi nói tất cả là đều bị thương hết, là thương binh và bị thương, không ai lành lặn hết. Bây giờ thì chính thức gặp nhau để chỉ có mấy người ấy thôi, nhưng cũng không nhiều, nói thật là như thế. Thế vì mình cứ đi để xem là còn có cái thông tin gì không. Đấy, để xem là còn có. Thì đi thì đa phần là gặp những thằng nó ở cùng trường, hoặc là nó ngày xưa nó đi học đại học, hoặc là đi sĩ quan, hoặc là các cái như nó của các đơn vị khác. Không gặp là lính pháo đài. Chứ còn để, nhưng mà để mà gặp, thế nên là cuối cùng mình chỉ hỏi được là cái thằng này, ví dụ như là bảo là cái ta muốn tìm cái thằng này chẳng hạn, chị mẹ thì còn đâu đây, nó quê em, nó làng em đấy, ở Gia Lâm chẳng hạn thế, hoặc là đi cái chỗ này này, nó toàn nói như thế. Thế nên nói thật là lắm lúc đi cũng chán, nhưng mà thôi thì tôi cũng cứ đi, xong rồi này, có những năm tôi đi đến 5 đám. Thế còn nói về pháo đài này ấy, thì vì sao? Tại vì tôi là người đầu tiên ở cái C42 này đi khảo sát cùng với anh Lam, đại đội trưởng chết rồi ấy. Đấy, anh Hùng Hoàng Vĩ Lam ấy,
là đi khảo sát cái pháo đài này. Tức là trước khi nhận nhiệm vụ, nhận đảm nhiệm cái khu vực này, thì tôi với anh Lam có đi. Đấy, tại vì lúc bây giờ thì tôi chỉ là tiểu đội trưởng, mà anh Lam là đại đội trưởng. Đấy. Thế thì chính vì cái lẽ đấy mà, nhưng có một cái điều rất là ấy là cái C42 này nó đau thương quá, mà cuối cùng là chẳng còn ai nói những cái gì cả. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó còn pháo đài, còn cái đống đổ lát đấy thì người ta còn biết đến 42. Nhưng mà 41 thì lại không có ai về. Tức là cái C41 ấy là với 42 nó là gần như là một. Thì khi mà lên nói, khi mà đây là nó thật ra như này, Tổ quốc cũng chẳng biết là gì, chỉ biết anh em thôi. Sống lúc bây giờ thì chỉ biết là thất thủ 41 đấy phải chạy hết sang bên này, tại vì nghĩ pháo đài nó kiên cố. Thế nên là bao giờ 41 mà thất thủ phát thủ vào chạy hết sang bên này, chạy vào sang 42 thì có anh có em. Nhưng mà không có người ai 41 về. Và 41 không ai nói đến nữa. Tức là anh không gặp lại được ai ở 41. Tôi không gặp ai ở 41 nữa, mà 41 ngay hôm ấy cũng không ai về được nữa. Cũng không thấy ai về pháo đài. Không ai về nữa. Đấy, tức là mình căn cứ vào là cứ về được pháo đài thì mới là sống. Là sống. Còn nếu không thì không biết. Không là thôi chứ làm sao mà về được, tại vì nó đánh nó đông như thế. Vâng. Yến bảo nó ở ngay cửa khẩu nó ra như thế, nó đông người như thế, nó tràn lên. Nói thật là chẳng có sự làm chịu được. Nhưng mà pháo đài chịu làm sao được, mà pháo đài hoàn toàn đánh độc lập thì không có một cái sự hỗ trợ nào cả. Trừ có cái pháo 37 ở cái đồi bên đồi bên kia là cái pháo phòng không ấy, thì là hạ lòng nó bắn hỗ trợ. Chứ còn thực ra pháo đài không có một cái sự hỗ trợ nào cả. Đấy, mà chính vì chúng ta thực ra như thế này, chạy đi đâu? Nói thật Yến là lúc bây giờ chạy đi đâu? Cho nên là không ở lại mà đánh thì chạy đi đâu, nó không có cả cái đường mà chạy về nữa. Thế cho nên là tất cả là ở lại, là vì thế. Còn tôi là cũng mò mẫm mấy ngày đi lội ngược dòng, đêm đến thì về, thì về. Thì cũng là cái chuyện may mắn, chứ còn thực ra là rất là khó. Chứ còn bây giờ đấy, còn lại mấy người đấy, thì đến tôi nghĩ rằng là để đó, thời gian nó cũng không nhiều. Mà để mà cụ thể thì Yến sẽ gặp, tức là có một thằng thì nó bắn, nó là xạ thủ 12-7, nó được tăng cường cho C42 này, nó giá súng ngay lót pháo đài mà trực tiếp luôn. Có Tiến thì thương binh, thì nhưng bây giờ thì cũng lại nặng đến rất là bị vỡ hàm. Bây giờ thì nó được kiểu như là lá víu thứ để trong lúc đấy. Còn Pháp thì 24 năm giờ người thần kinh ấy. Pháp là 24 năm ra khỏi pháo đài, 24 năm rồi không làm ăn gì cả, thần kinh hết cứ châu quỳ rồi bạch mai rồi các thứ đấy. Tức là anh em tôi rất đau thương và rất là thiệt thòi, nhưng mà không ai biết đến những cái chuyện đấy. Có lúc có khoảng trùng xuống thật sự nghĩ tủi thân, nói thật thì là đây hôm nay sẽ nhìn thấy mấy thằng con sắn ở pháo đài buồn lắm, nhưng mà ngồi thì thường, nhưng cuối cùng là ngồi cũng chén rượu cốc bia với nhau thì lại nhớ lại, lúc bây giờ mày bắn thằng kia, lúc bây giờ mày thế nọ mày thế kia, còn xuống còn dỡ cả lòng pháo của bọn xe tăng lên để lắp vào để sửa, tức là nó bắn hỏng súng, còn xuống tháo và phá cái khẩu 12-7 của cái lốc xe tăng của bọn Trung Quốc ấy, lên để tiếp tục bắn. Thì lúc bây giờ thì tôi là tiểu đội trưởng. Đấy, thì là lúc bây giờ thì là nói chung là bản thân mình cũng thế thôi, thì mình nghĩ biết cả như này này, thực ra thì chạy chứ chạy đi đâu, thì chỉ có là xuống là xem anh em mình ở đâu thôi. Toàn là người Hà Nội, nó đau thương cái này. Thì những cái pháo đài Đồng Đăng này là máu xương của người Hà Nội rất nhiều, chủ yếu là người Hà Nội, tại vì là khi nó thành lập cái 41-42 thì lại nó nhặt quân ở các nơi về. Thế thì đa phần là nó những cái ông mà ví dụ như là trông ngứa mắt, hoặc là những cái ông mà mất vô kỷ luật, hoặc những cái ông hay soi mói cán bộ, hoặc là cái loại cái kia thì nó đẩy đi. Thế tự nhiên vô hình dung là cuối cùng về gặp nhau đấy, mày ở phố này, tức là lại gặp nhau. Đấy, cho nên lại toàn là lính Hà Nội. Nhưng mà khi về đến đấy thì lại đoàn kết cực kỳ. Đấy, mà lại không ai phải nói cái gì. Tôi nhớ mãi là khi mà hành quân đi về để hôm cái đêm hôm mà thành lập cái C42 này, thì anh Lam ấy
Nam chết rồi, anh Hùng Nam ấy còn rút cam tư ra ngồi nghỉ. Ông bảo thôi giờ anh nói thế này là bây giờ là nếu mà lên đi theo anh ấy thì là lên cửa tử đấy, tức là xác định là đi với anh là lên cửa tử, tức là ông ấy nói thì lúc giờ chả vào đâu. Tức là mình hiểu lúc nào là cái 41-42 nó là cái cánh cửa của, tức là nó muốn thì nó phải đánh 41-42, nó phải đánh pháo đài thì như là như một cái khóa, như một cái chìa khóa ấy, kiểu gì nó cũng phải đánh, và chúng ta là những người ở đấy đảm nhiệm cái này, trách nhiệm của chúng ta là như thế, thì đấy là cửa tử. Cho nên là bây giờ ai không muốn đi, ai mà suy nghĩ đi, về thì về luôn, anh không tính đến nữa, anh tạo điều kiện luôn, tức là về. Còn đi với anh thì xác định là như thế, tức là anh em mình sẽ sống với nhau như thế này này, sinh tử các cái này, đã khá là như thế. Làm còn rất là xong rồi còn gõ chân vào chân cái thằng bảo cái chân này là giỏi đi lắm thế này, thế bây giờ có đi với anh không? Tức là lúc bây giờ thì hoàn toàn tình cảm, chứ không có một tí gì gọi là cán bộ hay là cái gì cả. Lúc bây giờ hoàn toàn tình cảm. Để Lam đại đội trưởng đấy, Lam anh Hùng ấy, cứ định đi lên, thì hôm ấy là thành lập chỉ lên đến bây giờ thì mới gặp ông bác. Mà lúc bây giờ thành lập cái siêu quân 2 này có mười mấy người. Xong bắt đầu trong đêm, bắt đầu sáng hôm sau, bắt đầu về Ba Phiêng, bắt đầu nó cứ bổ sung dần. Thì này ở các đơn vị đã bổ sung về, thì vô hình dung là rất đông đến Hà Nội. Người Gia Lâm này, tức là người, tức là nội thành thì là chỉ có mấy, nhưng mà ngoại thành thì là có cái Gia Lâm này đấy. Thế còn những cái thằng Hà Tây ấy mà cũng phải là những thằng cực kỳ rắn mặt nó mới về đấy. Thằng Chí, nó tên là thằng Chí, nhưng mà nó lại ngang bướng đến mức độ như này, là nó đi đơn vị nào ấy, nó phải dọa được cán bộ ở đấy, đại đội trưởng ở đấy. Nhưng riêng về C42 nó không dọa được ai cả, khi mà nó đáng nghĩa nó bị tước quân tịch. Nhưng mà giao ban ấy, thì tôi nhận nó về thì nó bảo, thì ông bác mở cửa, tức là anh chính trị viên đấy, anh mở cửa, anh bảo thế bây giờ có ai nhận Chí về chỗ mình không? Nếu như mà không ai nhận thì tước quân tịch, thì tôi nhận nó về. Tôi nhận nó về, nhưng mà vì như này này, tôi nhận nó về thì nó phải lên chốt với tôi. Nó lên chốt với tôi thì phải gác, tại vì nó như này này, ở cái chỗ nó không gác không được thì phải gác, mà từ trước đến nay nó không biết gác bao giờ. Thế mà tôi cắt gác thì nó phải gác, vì nó không thể lệch được, tại vì nó có mấy anh em thôi mà lại không ở đơn vị, mà lại ở trên pháo đài. Thế xong rồi tối mới nó lại xin tôi, nó lại bảo cho em xuống Đồng Đăng, cho em xuống dưới chợ, thì tôi cũng cho nó đi. Thế thì nó đi về, thế mới tôi bảo là về sớm nhá, hôm nay là thấy nó bảo là có vấn đề đấy, là có biến, lường cái chuyện có biến. Thế nó còn bảo với tôi là ui, em vừa gặp Đặng Tiểu Bình ở dưới Đồng Đăng kìa, nó vừa ở Mỹ về, nó bảo tớ không đánh các cậu đâu. Nó còn liên chơi, nó còn nói như thế đấy, tức là cái trước cái hôm nổ súng ấy. Nhưng mà đến lúc đánh nhau nhá, nó lì lắm, thằng Chí nó lì lắm, nó đảm nhiệm ba cái hố bắn ở cái tuyến 3 ấy, mà dứt khoát nó không lên tuyến 2, rồi sao nó chết ở đấy, nó cứ ba cái hố bắn đấy nó gì, nó chết ở đấy. Mà lính 42 thì đã bao giờ có cả lính 41 đi cùng, tại vì là hai cái xe thành lập sau thì nó lại biết. Như tôi sáng nào thế đi tập thể dục là ở bên 41 là cái thằng Vượng, nhà nó ở trong ngõ Mai Hương này, nó gọi là thằng Vượng Tây, thì bao giờ nó cũng chạy cùng với anh em Hà Nội, nó cứ chạy đến cái chỗ nó chạy từ, tại vì là cái đường như này, cái bốc 16 đây thì 41 bên này, 42 bên này, thì nó cứ chạy sang bên này, nó cứ 1, 2, 3 ông ơi, nó gọi lên đồi như thế. Nghe không? Nếu chứ mà đứng ở góc tôi thôi, vâng, mấy anh em tôi thôi, vâng, thì thấy nó buồn cười đó. Tại vì làm gì đến mức độ mà bây giờ trở thành pháo đài không tên, pháo đài ma, người chết rồi những cái lọ, vâng, cái kia, rồi những anh hùng lọ, anh hùng kia, tôi thấy mình cứ thấy nó nói như nói ở đâu ấy, chứ không phải nói những cái chuyện như thế. Làm gì mà xong lại được vài cái ông nhà báo nói. Có một lần tôi cũng thấy có người cho tôi rất sáng, là vì là như này, nói thật là tôi không thật lòng là tôi chỉ muốn là nếu đúng là thân nhân của ai thì tôi tiếp chuyện, còn định hỏi về pháo đài tôi cũng không muốn nói, tôi cũng không muốn gặp nữa đâu. Tại vì là có một lần cũng có một cậu điện đến hỏi anh có phải là như này không, nó không hề gặp gì tôi cả, cho nó nói nó biết cái bài báo tôi cũng xem, tôi anh ông Hồng cho biết là thế nọ thế kia cái thứ gì, mình chả nói những cái chuyện như thế, nó cứ nói như là gì. Tôi chỉ lung lay mỗi cái chuyện là không thể nào để những cái chuyện mà không ai biết đến cái chỗ này nữa.
không biết ai đã từng làm đây, đơn vị nào thì không thể nào được. Tôi chỉ nghĩ mỗi cái điều như thế thôi. Thì còn cho người ta nói dọc nói ngang, cho người ta muốn lãng quên cái gì thì lãng quên. Nhưng cái pháo đài Ý, còn cái đống đổ lát lù lù ra đấy không thể là bỏ được. Nhưng phải biết rằng cái đơn vị nào nó ở đấy, ai làm xuống đấy. Trước khi mà bị nó bị hoang phế như bây giờ các anh đến thì những cái tháp pháo nó còn đẹp không? Nó còn tháp pháo. Nó còn nguyên. Nó không còn nguyên đâu. Nó không còn nguyên đâu. Nó cũng đã có những cái, nhưng mà dù sao nữa nó còn trèo lên để mà ngồi mới được. À. Tức là nó cũng đã bị đánh rồi. Tức là tại vì cái pháo đài đâu có phải là nó đến thời mình mới làm vừa va đâu. Mà từ thời Pháp nó đã va rồi. Tức là nó đã có thay đổi, nó không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa thì mình vẫn có thể lên đấy để mà bắn ra hoặc trèo lên trên lóc, hoặc là để mà ngồi hoặc nhìn được tất cả. Lúc tôi là nó vẫn còn nguyên khối, nhưng nó còn nguyên khối, nó chưa đổ vỡ. Đại khái nó như thế. Mà lúc tôi lên nó thanh bình lắm. Cái dân Đồng Đăng nó đã có cái gì là ấy đâu, chẳng qua là tại vì là tháng 8, 78 bắt đầu thành lập, thì lúc bây giờ là tôi lên thì nhìn dân Đồng Đăng nó rất đơn thuần, thanh bình lắm. Chiều nào thế, người dân vẫn sinh hoạt tất cả mọi cái vẫn như thế, chiều nào cứ thế thôi. Lên thì nhìn tàu quay rồi thì những cái chuyện này khác đơn giản lắm, mà nhìn đẹp lắm, lúc bây giờ thanh bình lắm. Nhưng mà ở địa phương ấy có một cái ông làm như thế, hình như là cũng đi bộ đội rồi hay đi quân vũ trang rồi, nhưng về nhà những cái ngày 17 tháng 2 ấy, lại tổ chức được cùng với bộ đội, tổ chức nhân dân đấy, tổ chức kiểu nhân dân này, tổ chức kiểu như mình gọi là cái lực lượng dân tự vệ chẳng hạn, như mình gọi là cái tự nguyện. Tự nguyện thôi, kể cả là thanh niên mà không phải là ấy, nhưng mà ông đã tổ chức được cùng với bộ đội đánh rất mãnh liệt. Và rất đấy, cho nên tôi nghĩ rằng là cái đợt ý là phong ông như anh hùng. Đại đội thì bao nhiêu người anh? Một đại đội là 100, biên chế đủ là 120 người. 120. Nhưng mà thường thường là không đủ. Vâng. Tại vì nó như này này, ví dụ như một tiểu đội thì có 12 người, nhưng mà thực ra là có biên chế đủ đâu. Vâng. Chứ tiện A thôi là A4 thì chỉ còn có 8 người. Vâng. Đấy. Thì trong khi đó nhé, tôi chỉ kể qua như này để hình dung nhé. Ở cái mỏm 1 ý, là cái mỏm Tiền Duyên ý, là chính là tôi là cái người trực tiếp ở mỏm 1 ý. Mà ở cái mỏm 1 ý với tôi ý, còn có là chính trị viên Bác, trung đội trưởng Dùng, tôi là A trưởng, tức là đầy đủ cán bộ ở đấy. Mà được tăng cường rất là mạnh, một khẩu DK, một khẩu Đại Liên Hai Lòng, một khẩu Cối, B41. Và rất là nhiều đạn dược ở cái mỏm 1 Tiền Duyên ý, nhưng mà không lại được. Là cả đội đã chết hết, còn một mình tôi thôi. Mà đánh từ sáng, tôi nói cho Yến nghe là cho nên là tất cả những người gì tôi nói đều là không đúng hết. Tại vì có ai chứng kiến được lúc bây giờ đánh như thế nào đâu. Làm gì có ai là người chứng kiến, làm gì có ông nào mà tất cả những đứa về sau này, kể cả cái thằng mà ở bên Gia Lâm ở C42 mà ở trong đó đài ra là nó nói phép. Nó cứ nói 400 đến 700 đến cái thứ, nó hoàn toàn những cái chuyện là nó không có thật. Thế nó bảo là thằng Thực, nhưng mà tôi hôm tôi gặp thằng Thực đấy, tôi bảo là mày nói liên duyên. Mẹ các gọi kia còn cũng có người nhá, đã chỉ điện đến cho tôi hỏi thôi, anh có phải là anh Hồng không, xong rồi cứ ngang nhiên nói những cái chuyện không đâu ở đâu cả. Tôi rất ghét chuyện ý. Nó lại thế này này, tôi bị lạc lõng 30 năm rồi, là vì sao, là vì tôi không còn ai cả, không biết ai như nào cả, cho nên tôi cứ đi chúng nó vui vẻ với nhau, còn độc có một mình tôi ngồi. Xong đó thì cái tâm trạng của mấy anh em ở cái pháo đài này cũng thế thôi, mãi mới tìm được nhau. Cho nên đến bây giờ gặp nhau cũng lại chuyện pháo đài chứ không có chuyện gì khác. Cho nên có thể Yến không cần hỏi, Yến cũng được nghe tất cả mọi cái câu chuyện. Từ lúc ý như thế nào, từ lúc thành lập C đến như thế nào, ai sống ai chết, hoặc lúc cuối cùng thất thủ ra làm sao, vận tải vào như thế nào, và bị thương trong trường hợp nào, tất cả đều Yến có thể nghe được. Mà có ai đâu, có mấy người thôi mà. Tại vì là như này này, nói thật là nhìn nhau nó rất là... Tôi không thể nào nói hết được những cái chuyện mà giữa chúng tôi, tức là cái mấy cái người còn lại này, cho nên nó có một cái gì đấy rất có, cho nên là không có cái gì mà phải cả, mà gặp nhau cũng chỉ thế thôi. Mặc dù ngồi xong mà rất là khổ, nhưng mà một cái điều mừng nhất nhá, bây giờ là thằng Pháp nó tỉnh dần, tức là nó biết được cái này cái khác, nó lại cũng lấy vợ và có được một đứa con gái. Thì trong khi mấy anh em chúng tôi cũng là không nói cái gì gần, tức là không nói xa quá, nói gần gần thôi,
Nhưng mà hôm vừa rồi nó rất mừng là nó tỉnh, nó biết hết, nó vẫn còn nhớ là đánh xe tăng như thế nào, rồi chạy ra làm sao, mặc cái áo màu gì, và bây giờ nó lại nhớ lại như ngày xưa. Nó hồi phục dần. Nó lại hồi phục lại, nhưng mà suốt 24 năm, nó cứ như là cứ đi. Và tôi rất khổ, tôi cứ phải, tôi thì lại cứ đéo đéo. Thật ra thì về cuộc sống khó khăn, nhưng mà cứ đéo đéo, tại vì cũng không ai quan tâm đến thằng Phát thôi. Thì không, mình thì tôi chỉ có tôi đi lại thôi, và gia đình của tôi nó biết cả vợ tôi, nó biết cả thứ tôi. Thế là nó lên nhà tôi, mà đến lúc nó trợn trảo lên, nó bảo vợ tôi tên là Trinh mà. Nó bảo chị đừng sợ nhé, tức là nó biết được là cái lúc nó như thế, nó bảo chị đừng sợ, em thế thôi nhưng chị đừng sợ. Thế xong bắt đầu là nó trợn trảo, rồi bắt đầu cái thứ, xong rồi nó cố kìm để nó ngồi một góc để nó không linh tinh, nó không các thứ. Nhà tôi cứ khóc mà khi mà, tại vì sao, tại vì là khi ngày xưa bộ đội hay trốn về, ngày xưa thì hay là mấy em tôi mới nói hãy trốn về cục. Thật là đói khát thì cứ đi mơ váo ấy, mà không về nhà được thì nói chung là cào cấu các thứ để có ăn khá như thế. Nhưng mà lên Đồng Đăng thì lại sớm chứ không khổ, là vì là sao, tại vì là tôi lại được cái bọn trẻ con Đồng Đăng rất quý. Tại vì là cho lên pháo đài xong thì dạy nó bắn súng ở trong pháo đài ấy. Cho nên là chúng nó rất quý, cái bọn mà 14, 15 tuổi ấy, chiến tranh chết một số, còn cũng còn một hai đứa còn sống. Nếu nó về mãi về sau này nó mới tìm tôi. Thì là nó nhưng mà cái lúc bây giờ ấy, là chúng nó rất quý, cho nên nó cứ mang đồ ăn cho tôi ở dưới Đồng Đăng ấy. Nó mang chứ ở tôi, ở tôi chốt, tại vì tôi lại đi chốt, tôi lại đi chốt triển biên. Tức là tôi lên nơi đầu tiên là tôi chốt bong ke, tức là pháo đài mà anh nói đấy. Sau đấy là tôi lên mỏ một Tiền Duyên, là bắt đầu là tôi cứ chốt ở đâu là chúng nó thì đào quân sự. Tức là hàng ngày thì trong suốt thời gian thành lập đơn vị cho đến đấy thì ngày đi đào quân sự, cử nhau đi chốt, nhưng mà tôi thì lại chuyên chốt. Thế còn cứ đào quân sự đấy, đào ở đây để nó, thực ra thì cái hệ thống quân sự nó chưa hoàn thiện. Cho nên tại sao mà tôi bị là, vì là khi xe tăng nó vòng lại đằng sau này thì tôi lại phải chạy xuống thì đằng sau chưa có mét quân sự nào. Ngày xưa ấy, cái đồi nó thoải xuống như thế này này, tức là bây giờ ấy thì là dân nó chặt để nó làm nhà sát đến chân đồi này, chứ ngày xưa là đi sát đến sát, bất chân. Bây giờ... sát luôn đến tận mốc 16 luôn, vâng. Tức là xuống đường luôn, vâng. Tức là xe tăng có thể bò thẳng lên trên đồi luôn như thế, chứ không, chứ nó không phải như bây giờ mà bảo là bây giờ có tìm đường lên tôi sợ cũng khó. Ngày xưa là nó sẽ giống như cái đường mà anh vừa xem lúc đấy, tất cả cái đường như thế, cái đường ý nhá, là xe tăng lên thế. Ngày xưa ấy, cái đường mà Yến vừa ấy, vâng, là cái đường duy nhất ý là đường chính thức, vâng, mà xe tải này, xe tăng đánh nhau là xe tăng lên này, còn chuyển các thứ là xe tải này. Tức là nó rất nhỏ, làm gì có cái đường dưới chân pháo đài như này đâu, vâng. Nhảy từ trên pháo đài xuống là xuống suối luôn, sang bên kia là ga, vâng. Tức là làm gì có cái đường như thế nào đấy. Tức là từ trong pháo đài nhưng mà muốn nhảy ra nhảy xuống suối luôn. Thế thì bên kia ấy, nó Đại Liên nó khóa tầm khóa hướng lại, nó biết là các anh nhảy ra ở đấy, cho nên là cứ ông nào nhảy ra là các ông làm luôn. Mà thằng Phát nó nhảy ra như thế đấy. Cái lối vào của pháo đài ấy, khi các anh ở đấy thì theo thiết kế của nó, lối nguyên thủy của nó là như thế nào? Tức là nó cũng có mấy cổng, nó cửa chính thôi. Vâng. Nó có cửa chính chứ. Vâng, cửa như thế nào? Bây giờ nói thì hình dung nó cũng khó, nhưng mà nó có cửa chính đi vào, xong bắt đầu nó đi vào theo cặp cái hành lang này. Vâng. Đi vào hành lang này. Giống như là một cái đường hầm. Nó giống như cái đường hầm, nhưng mà dọc đường thì còn có lỗ trông mai. À. Tức là nó có các cái lỗ ăn ra. Khi tôi Minh Lam đi khảo sát đi vào đấy ấy, thì còn anh Lam còn phải đánh dấu đường, tại vì ở trong rất là nhiều phòng, vâng, nó có phòng nọ phòng kia nó thông nhau, nó cứ, vâng, nếu mà anh đi mà anh không đánh dấu không để ý ấy, nó lại quay lại, vâng, đấy, cho nên là ở trong rất là nhiều phòng, vâng. Nó em quan sát thì em thấy nó giống như là hình như nó có ba cụm cái lô cốt này, theo cái lô cốt thì bây giờ chỉ nếu mà lô cốt thì nó có chỉ bốn góc bốn cái chứ, bốn à, bốn chứ. Nó có bốn cái, bốn góc này, bốn góc là bốn tháp canh. Tháp canh mình gọi là tháp canh. Vâng, em đúng, em đó là tháp canh thì đúng hơn, em ngồi ở trên đấy. Đây là có một cái là ở, một cái là nó hướng về cái phía đường 4B này. Một cái là hướng về đường 1A này. Cái đỉnh đung là nó vuông chẳng chặn. Vuông à? Ở trên ở nó
nó không phải là vuông mà nó kiểu hình chữ kiểu nó dài dài này. Vâng. Thế thì ở trên là tháp canh và trên ấy, ở trên ấy nó hoàn toàn là phẳng hết. Đúng rồi. Nó phẳng hết mà ở trên đấy mình có thể là tức là nó như một cái sân, như cái sân thượng. Vâng, vâng. Mình hình dung nó như thế. Đi bằng bánh bông, ở trên ý, ở trên ý thì có xây tường lên là trước là thời trước ấy thì tôi không biết nó làm gì, nhưng thời tôi lên ấy thì ở trên nó còn kiểu như là cái lền nhà, như một cái lền nhà cũ. Cái tường nhà, cái tường đổ kiểu lát. Cái tường đổ lát thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng không làm nhà lên đấy. Vâng. Bởi vì là như này này, tại vì là chúng tôi không thiếu chỗ ở cho nên là tức là cái nhà đấy nó đã bị hỏng trước khi mình sửa. Trước khi khi mà tôi lên thì nó chỉ còn lại cái lền thôi, chứ không phải là do cái vụ đấy rồi mới bị không. Nó chỉ cái vụ đấy là nó đánh, nó chỉ đánh cửa này. Vâng. Tháp canh này. Vâng. Và các lỗ thông hơi. Vâng. Tức là nó thả bộc pháo và lựu đạn xuống các cái lỗ thông hơi và đánh sập các lỗ thông hơi. Tức là khi vào là mình vẫn vào bằng cửa bình thường à? Có cửa chứ. Cửa thì đi cửa xuống. Đi từ đâu để vào? Bây giờ nói thì nếu mà đi từ dưới lên nhá. Vâng. Thì nó vẫn có một cái cửa chính đang ý. Và đi ra đi chính quay ra là này. Có phải là cái cửa ngay chính cái chỗ mà có cái biển bây giờ anh để đấy không? Chỗ đấy có một cái cửa không? Cái không lùi, nó lùi lại cơ. Dịch sang nó dịch sang tí nhá. Bây giờ nó đổ lát thì nó phẳng đi, nhưng mà chỗ đấy bóng cái nhá, xong đi vòng lại đoạn này. Đại ca. Thế thì em mới bảo anh xem cái video cho em mà. Vì em quay hết, em còn chui xuống. Em đấy. Chui xuống em vào. Chui xuống thì em chui xuống ở trên chứ. Vâng, em đi từ trên. Đi từ trên xuống chứ, vâng. Đúng không? Em đi từ trên xuống để vào cái đấy nó chỉ là đường phụ thôi. Nhưng mà còn có một cái bạn em nói là cái cửa thì nó đúng rồi. Chát lại. Bây giờ là tỉnh lại chát lại. Nhưng mà cái đường mà những cái đường mà thẳng như cái giếng này xuống thì nó là lối đi vào hay là thẳng như lỗ thông hơi. Đấy là lỗ thông hơi. Đường thông hơi. Bất cả những cái chỗ mà tôi thấy bảo là bây giờ nó lõm xuống như thế này này. Đấy cũng là lỗ thông hơi chứ, như ngày tóm xưa. Tóm lại bây giờ không còn cái cửa nào. Đấy, nếu như thế. Nếu mà như thế thì bây giờ làm gì còn cửa nào nữa. Nếu như thế nó thì sập hết rồi, nó đánh sập hết rồi. Nên là trong đây anh có đi được hết trong lòng pháo đài không? Lúc bây giờ thì có, tôi thì nói thật là cũng chưa thể vào đi hết được, tại vì nó rộng lắm. Vâng. Thế mà hai anh em đi thì nó vì là như này này, nó không nó hoang tàn quá, rất là ghê. Vâng. Cho nên là ông Lam thì cầm súng 55 đi trước, được cầm cái ấy, còn tôi thì lại cũng cầm một cái đốt lên để vừa đi vừa đánh dấu, mà có hai anh em thôi, mà nó cứ mờ mịt, nói thật là nó cứ mờ mịt như thế, cho nên là cứ đi đến đâu thì đánh dấu đường đến đấy. Thế nhưng mà chỉ được cái là ở đằng sau cái phía làm cái đường tàu ấy thì có ở đằng ý có một cái cửa thoát hiểm, thì bây giờ thì không biết là nó có hay không, nhưng mà có cái cửa thoát hiểm mà nó là cái đường mà cống thoát nước ra cái đằng góc đằng cái cầu ấy, tại vì là cái đường lên tàu ấy nhá, ngày xưa nó có một cái lền đường tàu cũ mà người ta định, mà thời Pháp nó định đi làm cao bằng, lên cao bằng ấy, cắt qua cái góc phía Nam ấy, thì nó đi có còn hình dung cái đường tàu không? Cái lền đường thôi, nó không chứ không phải là đường tàu. Đi qua cái cống ba cửa đấy là nó là đường sắt ngày xưa, tức là nó là cái lền đường mà ngày xưa nó đã định làm cái đường sắt đi cao bằng đấy, thì nó đi qua chân pháo đài bên này, nó phải em mới nhìn thấy cái cống có phải gần suối không anh? Đấy, trên qua suối ấy. Vâng. Nó có một cái cống như này đúng không? Mình gọi là cống nhưng mà nó là cái cầu ý là nó làm nó định để bắt đường sắt là đi lối đi qua vòng qua pháo đài để đi lên để nó làm cái lền đường, lúc bây giờ là chỉ mới là cái lền đường đấy, nó mở cái lền đường như thế. Thì ở phía đằng ý thì anh Nam với bạn được người dân thì ta nói kiểu như là lúc bây giờ được người ta hỗ trợ, người ta chỉ ở bên đằng ý cũng có một cái thoát hiểm, tức là cái lối ý là cái lối mà cái cống thoát nước, tại vì ở trong có nước mà nước chảy qua cái rãnh các cái này này, rồi nó cũng có cả lối bắt điện như này này, nó có phòng rộng phòng hẹp phòng bé như này phòng to đủ các loại phòng ở trong như thế. Hồi đấy thì Nam luôn mà ở ngoài như là ở đây nó là phòng xử bắn thế sao, thấy nhiều lỗ đạn ở tường mà. Nói ra thì nó bảo là phạm, nhưng mà ngày xưa là tôi dạy bọn trẻ con nó bắn súng ở trong ấy, chúng nó thích, trẻ con mà bảo là bắn súng thì nó thích, nên là nó quý lắm, cho nên là nó cứ mang đồ ăn đến cho tôi là vì thế. Thế mà chiến tranh nó cũng cái bọn trẻ con đấy nó cũng chết mất kiểu. Đúng, tôi hỏi là còn hai đứa sống, có một thằng bé ở trên đấy, bây giờ gọi thằng bé thì nó hơn 40 tuổi rồi. Nhưng ngày xưa là tôi ở trên bản Pá Phiêng ấy, thì ở nhà ông nội. Ở đúng rồi, ở nhà nhà đó. Em lấy số từ đấy. Mà nó lại cứ thích bộ đội, nhưng tôi không nhớ được.
là cái bọn trẻ con ấy, vì trẻ con thì nó hay thích súng thích đạn không, thì nó cứ đi theo nó thích, mà tôi thì quý trẻ con thì tôi mới lại thì đấy, chả biết là nó như thế nào, rồi cuối cùng là nó tự nhiên tôi thấy nó điện cho tôi. Và sao lại kiếm được số của anh? Thì hóa ra nó lại lộn vào Sài Gòn. Để tôi lại có thằng cháu con bà chị ở Sài Gòn thì chả biết là nó thế nào, thì cuối cùng là nó lại biết số máy, nó cứ bảo bọn em nghĩ là anh chết rồi, tại vì nó đứng ở đấy nó nhìn thấy hoàn toàn mà. Người ta còn cái lúc mà em muốn tiếc một thời gian ấy, một người ta cũng tranh cãi, nhưng mà bản thân cái thằng ý thì nó bảo rằng là ở nó này thì phải là cái đơn vị ở nhà nó, mà nó còn bảo rằng là lúc bây giờ nó quý tôi, nên nó nhìn đến đồi nó bảo kia anh chết rồi, tại vì ở đấy thì không thể sống được, cho nên nó nghĩ là tôi chết rồi chứ. Mà mãi bao nhiêu năm sau bắt đầu nó mới liên hệ, thì tôi mới bảo đúng rồi, thế nào nó về tận nhà tôi, quê tôi. Như vậy là anh trụ ở đấy được bao nhiêu ngày? Ở đấy thì rất lâu. Không, nhưng mà bắt đầu từ ngày 17 tháng 2. Từ ngày 17 tháng 2 thì chưa được, tức là chưa hết 17 tháng 2 thì cái mỏm đã thất thủ rồi. Vâng, nhưng mà về pháo đài thì còn được 5 ngày. Chỉ trong vẻ vẹn như thế thôi. Nó hiếm nhìn nó như dòng người. Trông nó như tắt đường. Tại vì sao? Tại vì như thế này nhé. Buổi sáng sớm người ra thì tối hôm trước khi tôi về giao ba ấy, thì ở dưới đơn vị có nói đêm nay là phải cẩn thận, tại vì nó có biến, sợ là ngày mai có biến, cho nên là nhắc anh em là lưu ý, chứ thực ra không nói cái gì cụ thể cả. Thế thì tôi lại đúng ra ấy, từ bản Phá Phiên ấy, thì trèo đi qua con suối là lên đằng sau lên thì lên đấy luôn, nhưng mà tôi lại đi vòng ngoài này thì bao giờ cũng đi nhanh nhanh một tí ra ngoài kiểu như mình gọi đấy ra đường ấy. Thì dạng ngày hôm sau nó đánh. Dạng ngày hôm sau nó đánh thì lúc nó đánh thì có nhìn thấy gì đâu. Cứ thấy lao nhao, nó hò hét lao nhao, nhưng mà thực ra thì sáng thì chưa nhìn rõ mặt người. Thì nó đã ra chỗ ngã ba Cốc Lam rồi. Thế đến lúc mà nhưng mà nó lên thì nó lại không lên. Sau một lúc sau bắt đầu mới thấy nó hò hét nhau nó lên. Nó hò hét nhau lên thì anh ba anh ấy đã bắt đầu hô chiến đấu. Thì nào bắt đầu ngay cái đoạn đầu tiên ấy, thì coi như bọn đã chững lại rồi, mà đến lúc nhìn rõ ra thì nó không phải là quân đội hẳn đâu, mà nó lại có cả cái bọn áo tràng, rồi lại mặc áo dân tộc, rồi lại cả cái con nó không phải là con ngựa, nó cũng chẳng phải là cái con gì, nó cứ xuống mà đông lắm, thì nó chỉ có một bộ phận nó đánh lên chống mình thôi, thế còn nó vẫn lại hành quân, tức là nó lại vẫn như thế này. Nó vẫn vào trong khi đó đi. Trong khi đó thì là một bộ phận nó đánh lên, thế đến lúc nó không lên được mà mình nó giờ xuống thì lại bắt đầu lại tổ chức lại, thì lại bắt đầu nó lại lên từng đợt một như thế. Thế mình nhìn thì thực ra thì lúc đầu thật ra là mình cũng thấy là chúng nó không bằng mình, tại vì như này nó ngu, nó không biết là một tránh đảng. Thế nhưng mà đến lúc ngộ ra một điều là mình chết là không thể lại được, tại vì nó đông quá. Thế mà cái cơ số súng đạn thì nghĩ rằng là nhiều, nhưng thực ra không ăn thua gì cả. Đấy, mà cuối cùng là cái đồi như thế này thì có 3 tuyến công sự. Tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3. Thì đầu tiên ấy, thì là khi mà anh bác hô tất cả xuống cái tuyến 1 ấy, thì mỗi một người đảm nhiệm 3-4 cái hố bắn, tức là đào các hố bắn liên tục như thế này. Thì mỗi ông đảm nhiệm một cái hố bắn, tại vì cái tuyến dưới nó rộng lắm. Thì tất cả xuống tuyến dưới. Đấy, thế xong bắt đầu mới rút dần lên tuyến trên. Xong là rút lên tuyến giữa, tức là cứ chết dần thì rút lên dần. Cái khẩu đội DK có 6 thằng, biên chế chính là 6 người. Nhưng mà lúc bây giờ lên thì thấy là bọn kia nó đã bắt một cái thằng của mình đang quay khẩu DK lên rồi bán súng, cứ giờ cả nó giá, thì thằng kia phải quay lên, quay lòng DK lên trên mỏm 1, lên mỏm chính. Anh bác tôi bắn vào. Tại vì đến khi đổ súng thì nó mới rất nhiều vấn đề. Tại vì không ai nghĩ được, mà không ai dạy ai được. Thì lúc bây giờ thì nó diễn rất là nhanh. Tất cả mọi cái nó rất là nhanh. Anh bác thì bị giữa trán này luôn, bị bắn tỉa lắm giữa trán này luôn. Bắn về. Tức là, không phải. Tức là bắn tỉa ở phía bên kia đấy. Vâng. Nó bắn sang. Còn cái bọn mà vì là anh cũng chủ quan quá. Chính anh ấy dạy bọn tôi là để thử cái mũ lên. Nhưng mà rồi cuối cùng chính anh ấy lại là bị giữa trắng luôn. Tại vì mình nhìn thế này thì cái thằng bên kia, tại vì lúc nào nó có cái bộ phận bắn tiền. Vâng. Thế còn tôi thì lại bị anh bắt anh
tức là một đoàn xe tăng nó ra nó vòng lại như này, thì chính anh bác anh bảo tôi là cầm khẩu bên muốn chạy xuống chặn cái đầu tiên. Nếu bây giờ Yến lên Yến vẫn còn nhìn thấy khi cái đường đi ra này nó có một cái tả ly, bây giờ thì chắc là cái tả ly thì tôi không biết nó thế nào nữa, nhưng mà ngày xưa nó có một cái tả ly như này thì nếu mà bắn được cái đầu tiên thì nó sẽ dừng cả cái đoàn đi lại. Nhưng mà tôi chạy xuống ấy, tôi xách khẩu bên mới, tôi chạy xuống thì bên mới tôi chạy xuống thì ở đằng sau chả có mép công sự đâu cả. Thế mà mình vừa xuống đến nơi thì gặp ngay nó thò mặt ra, nó thò đầu ra rồi. Thế mà nó mà cái xe tăng nó cà cái khẩu pháo như thế, cà cái thằng trên lắp xe tăng nó đen xì, nó quay hết cả lại, nó đuổi rồi nó nhìn thấy bên mốt mà tôi không, tôi lại chạy ngược lên, tại vì là không có cái chỗ nào để bắn cả. Tôi lại chạy ngược lên thì ở lưng lưng này thì lúc bây giờ mới đào được cái lều nhà, tức là nó đời này thì nó đào được cái này để định là dựng cái lều ở đấy, tức là dựng lều ở trên rồi nhưng mà định là dựng thêm một cái ở dưới nữa để cho anh em thứ, thì lúc bây giờ đã dựng được đâu thì nó có mới cái lều nhà thôi. Thì tôi vừa nhảy cái lều nhà thì pháo nó giật luôn, mà còn khi pháo nó chưa đổ thì cái thằng 12-7 nó cứ bắn nó xả thẳng vào tôi luôn. Và tôi cũng không hiểu tại sao lúc bây giờ thì mình cũng xách súng chạy chữ chi cũng như cũng chạy ngoằn nghèo thế này, thì cũng, lúc bây giờ thì cũng khảo biết là nó thế nào, nhưng mà đúng là như các cụ che chắn cho, chứ còn Yến bảo cả cái khẩu 12-7 trên nóc xe tăng mà nó chĩa thẳng vào mình nó bắn như thế mà tôi chỉ dính có một tí thôi. Đấy, ra đến lúc mà tôi nhảy vào được cái lều nhà cũ đấy thì bắt đầu là cả cái khối đất nó sập xuống. Thế khi tôi tỉnh dậy thì tôi lại tỉnh ở đâu mà tôi lại nhìn thấy hết cả người tôi này, chân tay tôi nhìn thấy hết. Chứ mình mà hay mình chết rồi mà bây giờ thì mình mới lại chỉ còn có như thế thôi. Mình lại bảo mình nhìn thấy cả người mình. Thế đến lúc mà chả có ai cả, mà thấy mình thấy tôi nhìn thấy hơi sáng sáng, nhìn thấy ở chân tay mình. Hóa ra là chúng nó lại xuống đấy, chúng nó lôi tôi lên, chúng nó lôi vào trong hầm kèo, chúng nó lôi vào trong hầm pháo. Thì chắc là mình nghĩ tôi chết rồi, nên là nó lôi, tức là chỉ giữ xác thôi, nó lôi tuột xuống thì cái đầu ở dưới đất, còn cái chân thì vẫn ở trên bậc. Thế nên là mình nằm thế này mình mới nhìn thấy hết người mình. Tức là anh em mình ấy kéo cái xác mình về đấy. Tức là kéo tôi về lên hầm kèo. Cho là mình chết rồi. Thì là nó lại chắc là anh bắt là phải xuống đấy, phải đưa tôi lên. Thì là chúng mới đưa lên. Đưa từng sĩ về. Thế nó đưa lên đấy thì mình tỉnh dậy thì đến lúc mình lại thấy đấy, cuối cùng là tôi tỉnh dậy thì tôi chẳng thấy ai cả. Tôi chạy ra thì thấy vẫn còn đang đánh nhau ở đấy. Thì tôi lại chạy ra. Thế chạy ra thì tôi thấy vừa chạy ra nơi thì thấy thằng Tuấn nháy ruột gan nó chảy, nó bị ở bụng này. Mà kiểu anh em chạy trong cái giao thông hào này thì nó cứ dây ra đằng này, lại dây ra đằng này, nhưng nó vẫn chưa chết, nó lại vẫn tỉnh. Nhưng mà nó lại vì như này này, cái đồi nó như này thì cái hào, cái chỗ mà tuyến 1 lên tuyến 2 này thì nó trống, thì nó lại ngồi ngay cái ngã ba hào ấy. Cho nên là nó lộ lắm, cho nên là bụng nó vỡ như thế. Nhưng mà nó vẫn cười, nó bảo anh hiểu rồi, anh nhớ nhé, anh về thì thế nọ thế kia, nó dặn. Mà trong cái đó thì mà đến lúc tôi cầm khẩu súng của nó thì súng của nó cũng không còn đạn nữa. Thế tôi chạy ngược lại đằng kia thì đã thấy mấy thằng của mình, thằng Chí rồi mấy thằng đã chết đằng ấy rồi. Tôi chạy ngược lại thì tại vì như này này, khi đã bảo là nghĩ là chạy lại thì nghĩ là mỏ một thất thù thì phải chạy một về mỏ hai. Thế tôi chạy về thì đến lúc tôi chạy vòng đằng sau lại tôi chạy về thì tôi lại đối đầu với một thằng đầu. Nhưng mà nó thì nó lại nghĩ rằng là nó lại lỡ xách súng. Mình thì vẫn ở cái tư thế là cầm súng như thế này, nhưng mà đến khi đối mặt với nó thì súng mình thì không có đạn. Nhưng mà nó nhìn thấy mình, bốn mắt nhìn nhau, nó hoảng, nó ù té, nó quay lưng nó chạy. Thì nó đến lúc nó mới chạy xuống mỏm dưới thì tôi chạy xuống mỏm 2 thì tôi đã thấy nó đầy ở đấy rồi. Thì ở mỏm 2 đã không còn ai rồi. Thì tôi mới lại chạy ngược lên. Thì lúc bây giờ cái thằng kia nó chạy xuống nó bảo gì cái bọn kia thì bọn kia nó lại đuổi tôi chạy lên. Nó đuổi tôi chạy lên thì tôi thấy là nó đuổi tôi mà. Khi mà nó đến cái chỗ đúng cái dốc này mà đến hôm nay thằng Dũng nó bảo là có khi là mẹ vì em cũng bắn lên đấy nhiều. Thì là tôi nhảy xuống cái từ ở trong hào tôi nhảy xuống chỗ đấy để tôi lăn xuống dưới thì cái thằng nó còn rất bình tĩnh là nó đứng ở cái hào này nó còn tháp vào lựu đạn. Nó nhìn xong bắt đầu nó rút thuốc nó mới lén chỗ tôi. Nhưng vì nó chưa xuống chỗ tôi thì lựu đạn nổ cho nên tôi cũng không làm sao. Cũng là choáng chứ còn thì cũng không sao vì là nó sườn nó dốc chỗ nó dốc nhiều đấy cho nên tôi mới nằm ở dưới đấy này tại vì là nó còn đuổi theo nó còn rất bình tĩnh nó tháo vào điều đoạn chảy lén đấy
Mà xong cái đó thì bên kia là thằng Dũng, thằng ấy là bên kia nó bảo em không bắn vào điểm nhiều tại vì xe tăng nó vào cái điểm ý. Đấy, nếu Yến về thì sẽ được nghe tất cả những cái diễn biến của nó như thế nào và cái hình dung như thế nào thì tôi nghĩ là Yến sẽ hoàn thiện được các cái thi ca cái mình muốn. Nó có thể là bây giờ có khi tôi cũng không, có khi cái nhớ cái quên tại vì nó cũng nhiều năm quá rồi. Mà thật ra ấy, là cũng cứ muốn quên nhưng mà nhiều cái không quên được, cũng muốn đè nó xuống nhưng mà nhiều cái nó khó. Tất nhiên là ở đâu thì vẫn còn người này người khác, nhưng mà để hiểu được những người như anh em tôi khó lắm. Chẳng ai người ta có khi Yến còn kiên trì ngồi nghe nói chuyện chứ còn chẳng ai người ta muốn nghe nữa đâu. Thậm chí con tôi xem TV nhiều cái nó còn bốc phét, nó không hiểu được cái chuyện này, tôi nói thật. Nhưng mà đến khi mà nó giật mình khi nó nhìn thấy cái giấy chứng nhận bị thương của tôi thì nó giật mình, nó bố thế ngày xưa bố cũng thế này, bảo thế con chẳng thấy bố nói bao giờ, nó để làm gì. Mình lúc bây giờ thì mình thất thủ rồi thì mình xuống bộ ai đã thấy nó đầy quân ở đấy rồi thì mình nghĩ là không biết nó thế nào. Thế mà khi nó chạy, nó đi qua chỗ tôi, để nó đi qua chỗ tôi thì nó lại còn mang cả thang, cả mặt nạ phòng chống độc, tức là nó đi qua rất ngang nhiên, nó tức là lo hành quân đi qua, tức là nó không thể coi nhà thắng rồi đấy. Nó đi qua nó còn vác thang, vác mặt nạ phòng chống độc ở các thứ, xe tăng nó vào nó chốt, tôi nằm đây thì nó chốt ở dưới này, nó mấy cái xe tăng nó ngồi nó nằm đấy, nó chĩa pháo xung quanh này, nó lấu lướng nó ăn, nó các kiểu với nhau, còn như thế. Thế thì nói chung là đúng ra thì các ông ở các đấy thì thường là mò về pháo đài, bị thương là mò về. Mà hôm này em sẽ gặp nhé, bọn thằng Pháp bằng cái là hoàn toàn đánh ngoài công sự hết. Chỉ có lúc là bị rồi bắt đầu mới chạy vào. Nhưng chạy vào rồi lại chạy ra, tại vì là nghĩ rằng là nếu như thế này thì sẽ chết, cho nên phải ra. Đấy, cho nên phải ra. Thế còn ở lại trong ý là có một số bọn công an vũ trang này, một số các thứ này, chứ còn riêng như lính xe thôi nhé, dân. Chứ còn riêng xí lính xe thôi là xác định đánh ngoài công sự và còn mất là như thế rồi. Vâng. Chỉ có như thế cho nên là xung quanh trước cái mặt bên này của pháo đài là có công sự hết. Vâng. Đấy. Vâng. Tất cả các pháo viết nó ra, sau khi nó bắn ở đầu tôi xong bắt đầu nó chuyển làn, bắt đầu nó bắn nó ra kinh khủng luôn. Thế ngày xưa thì cũng có cử người giữ được pháo đài nhưng mà giữ làm sao được. Đấy, có mấy thằng bà bảo là lên để cử để lên nóc, nếu mà lên nóc thì còn tan hết nhưng không còn cái gì là, bởi vì cái lượng pháo nó bắn kinh khủng rồi. Tức là sau khi mà đánh nhau xong ấy, thì tôi thấy toàn là mấy ông công an vũ trang là ông ấy nói, thì còn chính bộ đội mình thì chẳng có ai lên tiếng gì cả. Cái C42 này tôi nói là phong một mình anh Lam thì là chưa đủ, bởi vì còn những người nói thật như bác, như Dũng, rồi như tất cả, nói thật là đời thường như này thôi, nhưng lúc bây giờ tại vì nữa không biết, còn có thằng nào đội đường Tân nó đã, tức là tôi đã cho nó đi về rồi, đến khi lổ súng lại thấy có mặt và sẽ sao bảo mày về rồi mày lại lên, nhưng mà anh em ở đây, tức là chỉ nghĩ đến cái đấy mà quay lại thôi. Nhưng mà thực ra là lúc bây giờ thì không ai nghĩ gì cả, mà chỉ nghĩ là sống với nhau, cứu nhau, hỗ trợ với nhau, chứ còn cái lớn hơn tôi nghĩ rằng là chắc là không có, tại vì không biết cái gì, trẻ lắm không biết gì cả. Thế với cả có cái gì đấy thì có anh bác là cái người mà như, tại vì anh ấy lại là cái người đại đội trưởng, anh cũng qua chiến đấu rồi, từ miền Nam, từ giải phóng ra, kéo ra, cho nên là anh ấy biết, ông ấy mới biết là đâu là pháo chuyển làn, đâu là đạn gì thì ông mới chỉ, chứ còn thực ra thì lính thì đã biết là cái gì. Mà nói thật là lúc đầu khi pháo bắn sợ lắm, vì là đã bao giờ nghe cái tiếng nổ to đến bao giờ đâu, cho nên tất cả khi mà nó nổ là tất cả sợ cháy hết xuống hầm. Nhưng mà chỉ có anh bác anh ở trên, anh thập thò ở trên, xong đến lúc anh hô pháo chuyển làn tất cả ra ngoài hết, tức là nó bắn tràn ở phía sau thì nó bắt đầu làn là bộ binh nó lên, là bộ binh nó lên. Vâng. Thì nó bắt đầu là tất cả ra công sự, là ông cứ cầm khẩu K54 ông mới gọi, mà ông ấy là người chạy đầu tiên. Mà đúng là chỉ huy đúng thực sự, thế mình nghĩ là ông cũng đã là anh hùng, nhưng mà có điều ai người ta biết đến ông bác,
ai nhỉ? Người ta chỉ biết đến ông Lam đánh mấy cái xe tăng ở dưới chân pháo đài thôi, chứ còn thực ra thì còn ai biết đến những cái người như thế đâu. Còn rất nhiều đứa nữa, nói thật. Nhưng có điều là thôi, nó chết hết cả rồi. Nói rằng thì nó cũng ấy, nhưng mà tôi thấy thật sự là thế. Còn các đơn vị phía sau này, tôi không biết được nó như nào, nhưng mà riêng xe tôi nó là như thế. Đánh thật sự luôn, mà nghĩ là cũng không ai biết đến, cũng không ai gì cả. Tôi lung lâu chuyện này rất lâu rồi. Tôi bảo là về sau này khi mà cái thằng cu con nó tìm tôi ấy, nó mới nói, nó bảo là đây là của các anh, chỗ này là của các anh, đây là tất cả những cái gì này. Tại sao các anh không lên tiếng, cứ để cho mấy ông công an vũ trang ấy, các ông ấy, nào là phong anh hùng, rồi nào là kể chuyện chiến đấu, rồi nào nọ nọ các kia. Tôi bảo là thế giờ ai nhìn thấy bọn anh đánh nhau, ai nhìn thấy bọn anh hy sinh, người ta chỉ biết là cái C42 không còn nữa thôi. Ai biết đến những cái chuyện như thế. Cái lúc bọn anh đánh nhau thì dân còn ở đâu ấy? Công an vũ trang nó còn ở đâu ấy? Chứ làm gì ra có. Như vậy là không có cái sự phân công là C này thì ở tầng này, C kia ở tầng kia. Không. Có không anh? Một C. Không, bộ đội và công an ấy. À không, cái đấy không phải của bọn công an. Có một cái bài viết nói là được giao cho công an vũ trang ấy, thì tôi thấy nó người đấy. Nó không biết cái gì cả, nó nói đấy. Như thế. Tôi còn nhớ là khi thành lập cái đơn vị này là để lấp vào cái khoảng trống ý, tức là khi làm lễ ra quân ở trước cửa bản Ba Phiêng ấy, tôi nhớ tức là anh Nam còn ra mệnh lệnh hành quân, tức là nhận lệnh chiến đấu, tức là nhận nhiệm vụ, mình hiểu lúc nào như thế. Nhưng trong quân đội thì nó gọi là mệnh lệnh hành quân, tức là từ khi cái lệnh hành quân ấy phát ra thì tất cả mọi kỷ luật lâng lên một bậc. Thì nhận lệnh hành quân ở cửa cái bản Ba Phiêng ý, trên một khoảng đất nó đủ cho một cái đại đội thôi. Thì tôi vẫn còn nhớ nhận ông như hô trong đêm mà cái tiếng mà nghe cái sởn gáy ốc, tức là nhận nhiệm vụ giữ giải pháo đài, tức là chính thức là chốt giữ pháo đài, thì đảm nhiệm từ đâu đến đâu. Cái đêm hôm ý là như thế. Anh có biết cái nghĩa trang của đấy sau này làm ở đâu? Nghĩa trang nào? Thì mình chết nhiều như thế sau này các đồng anh em quy tập được không? À, quy tập thì như thế này. Quy tập thì lại như thế này. Đầu tiên thì cái lính C42 thì lại về bản Ba Phiêng. Vâng. Lại chính về cái chỗ mà ra quân ấy. Đấy, tập kết đấy. Tập kết ở đấy. Vâng. Sau đấy thì bắt đầu chuyển về tiểu đoàn, nó lại chỉ cho một cái chỗ về tiểu đoàn. Vâng. Xong rồi sau khi đấy thì lại dọn lại từ tiểu đoàn về nghĩa trang của trung đoàn. Rồi bắt đầu nó ổn định như nào thì tôi cũng không biết nữa. Thì tại vì là đấy, nó cứ đảo lên trộn xuống. Tức là tôi nghĩ là tức là cũng trôn rồi. Trôn xuống. Lại bốc lên. Lại đặt xuống. Tức là sống như thế nào thì chết như thế. Tức là cái C42 nhá, lại đưa về cái ruộng đấy. Tên hết là phải. Cái ruộng đấy nhá. Vâng. Cái C42 đấy. Em cứ tưởng anh nói là đem về đây xếp tạm đấy, xong rồi chốc không lên cơ, hóa là trôn đấy. Để xuống đấy. Vâng. Xong rồi đến lúc bắt đầu khi có lệnh thì lại tập kết về tiểu đoàn. Thì cũng là may là tiểu đoàn thì lại tập kết với trung đoàn, và cuối cùng là hình như là về cái nghĩa trang Cao Lộc thì phải, tập trung hết về nghĩa trang Cao Lộc. Em lại hỏi anh tiếp, tức là khi mà mình tập trung về cái bản Ba Phiêng đấy thì lúc đấy Trung Quốc nó đang đóng ở đấy rồi thì làm sao? Không, tức là sau khi làm tử sĩ, tức là sau khi nó rút thì sau khi nó rút phải hàng tháng, thế cho nên là trả nhận được diện, thế cho nên là chỗ nào nhá mà nó hở ra nhá thì nó giữa hết, còn chỗ nào mà nó nằm trong đất thì nó như thịt hộp. Những hình dung nó như chưa? Thế cho nên lại thế này, nó kêu quá về sau cái sư đoàn 3 đấy, cái trung đoàn 12 đấy, nó phải tổ chức một cuộc gọi là đi càn tử sĩ. Tổ chức tức là đi cách nhau có mấy người, có mấy mét một người, tôi gọi là đi càn tử sĩ ở cái khu vực đấy, là còn chết về miền khối, tức là đến lúc bây giờ còn chết. Mà cái bọn về sau này nhé, kể cả lính mới nó bổ sung lên nhé, nó cũng phải đi làm tử sĩ mà cái khu vực ấy mà còn có đường chết. Thế nhưng mà vẫn sót. Thế còn nhận ra anh ra em thì cũng tất nhiên là phải có người trực tiếp đi để mà nhận ra người đó người kia. Thế nhưng ví dụ như là mình đi thì mình nhận ra thằng này thì chỗ này, thằng kia chỗ kia thì tìm ra ngay. Hoặc nó có bị thương nó bỏ ra đấy, chỗ này nó chết thì mình vẫn nhận ra, kể cả không gì mình nhận ra. Thế nhưng bây giờ nó lại thằng khác nó đến. Làm sao mà nó nhận được? Thế thì triển khai là chỉ hỏi là thế nó có cái gì? Ví dụ nó có cái bút hay cái hộp hay là cái gì của nó để mà thì nhận ra cái chuyện ấy, hay là nhìn thấy lỗ thủng nó ở đâu. Ví dụ như tôi biết là anh bác bị thương ở đâu rồi ạ,
thì sợ anh nó phải có lỗi, đúng không? Vâng. Thì mình là cái người ở đấy thì mình thế là mình thường ở đâu, tay lát hay chân lát hay là chỗ nào thì nhận ra cái chuyện đấy. Chứ bây giờ không thể nào tránh được cái chuyện nhầm lẫn, chuyện đấy là có. Nói chung là ông Lan thì nó phong anh hùng cũng là phải thôi, tại vì là sau khi đấy ông ấy về thì ông ấy củng cố lại, ông ấy nhặt lại tàn quân, tức là cái số anh em thương vong các thứ, và ông lại tiếp tục tổ chức chiến đấu tại pháo đài. Chính vì như thế là sau khi đấy thì ông lại còn đánh mấy cái xe tăng bên dưới đấy, thì rất nhiều người biết đấy là cũng là của cái tiểu đoàn mình ấy, của cái đại đội mình ấy, chứ không phải tiểu đoàn. Tiểu đoàn gồm 4 đại đội, 6 đại đội cơ, nhưng của cái C42 này này, chính luôn của C42 này. Nhảy từ pháo đài ra để đánh. Vâng. Mà đấy anh Nam là thế, Hoàng Quý Nam, Đường Đức, rồi tất cả mọi người, tức là thì những người mà đang còn sống của cái đại đội anh ấy, ngoài anh mà bị bắn vào đầu là anh gì nhỉ? Anh Bác. Anh Bác là được phong anh hùng. Không, anh Bác không được phong anh hùng. Tôi đã nói rằng là không ai biết chiến đấu ra làm sao cả. Thế thì bây giờ như này, anh Nam chỉ có là người ta nhìn thấy. Vì anh còn sống. Không phải, anh chết rồi chứ, anh cũng chết rồi chứ. Anh Nam cũng chết rồi. Nam cũng chết rồi, nhưng người ta còn nhìn thấy Nam đánh. Vâng. Chứ còn ở chứ bởi tuyến lùi lên một tí nữa thì không ai chứng kiến vâng. cái chuyện ý cả. Vâng. Tôi nói rằng là nếu nói ra, anh Bác còn xứng đáng hơn Nam nhiều. Tại vì ông hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn tổ chức, anh quá xứng đáng. Vâng. Tôi nói anh Bác, chính trị viên, anh là ngày xưa lúc đầu thì cứ nghĩ là chính trị viên nó như gì ghẻ. Nhưng thực ra ông rất quan tâm, ông rất thật. Ông hoàn toàn can đảm, tôi nói rất chân thành mà hoàn toàn ông được. Nếu không có ông Bác, nói thật là cái mỏ một không trụ được, mà trong cái đó mỏ một thì tăng cường rất mạnh, mà là trụ chính của cái pháo đài đấy. Tan được mỏ một là coi như là pháo đài nó chỉ còn là cái đây thôi, và cuối cùng là gì, cuối cùng là pháo đài còn tất cả là thương tật rồi tọ kia các thứ là anh em còn lại tổ chức cũng như xin lốt. Tôi nói như thế là còn cái chuyện đấy, Nam tức là Nam Đức, tất cả những người nhắc đến là đều hy sinh hết rồi, nhưng người ta còn nhìn thấy anh Nam đánh xe tăng. Tại vì lúc bây giờ nhiều người nghĩ rằng là tìm đường lên pháo đài, bản thân C42 thì lại nhảy ra để đánh. Đấy, em hiểu. Nếu như mà còn những ai hiểu được, còn những ai mà còn lại đều mà hiểu được lúc bây giờ, hoàn toàn là lính C42 nhảy ra khỏi pháo đài để đấy, tất cả những người tôi nói không còn nữa. Đấy, chỉ còn có mấy người này thôi. Nếu mà nói đến sư đoàn 3 thì cái trung đoàn 12 nó là mũi nhọn. Sư đoàn 3 sau vàng nổi tiếng. Cái sư đoàn 3 đấy thì cái trung đoàn 12 nó là mũi nhọn, là trung đoàn cơ động, mà cơ động mạnh nhất của. Thế nhưng nói đến trung đoàn 12 thì người ta lại có cái câu thế này này, trung đoàn 12 nó có ăn tiểu đoàn 5, lòng tiểu đoàn 6 và đổ máu tiểu đoàn 4. Thì tôi lại ở cái tiểu đoàn 4. Thế mà lại không phải bốn kia, mà lại bốn lòi là 41, 42 cơ. Cho nên là nó là tận cùng của những cái đau thương nhất. Đạt 41, 42 là kiểu như là nào cũng bê chứ nhỉ. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, vào lúc 5 giờ sáng, khi quân Trung Quốc ồ ạt tràn qua biên giới, đại đội bộ binh 42, tiểu đoàn 4, trung đoàn 12, sư đoàn 3 là đơn vị chiến đấu chấn giữ giải pháo đài Đồng Đăng, Lạng Sơn. Trong điều kiện bị cô lập, có lúc bị cắt đứt liên lạc với sư đoàn, lực lượng bộ binh địch đông, có xe tăng yểm trợ, liên tục mở các cuộc tấn công vào trận địa. Đại đội đã bám trụ, ngoan cường đánh địch, tiêu diệt hàng trăm tên, phá hủy 3 xe tăng, 5 xe quân sự, 2 khẩu pháo 85 ly. Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Đại đội 42 Bộ binh, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ những thông tin ít ỏi trên mạng về một bí ẩn pháo đài Đồng Đăng, Uyên Uyên Việt Nam đã có chuyến thực tế tìm hiểu. Một tấm biển nhỏ nơi pháo đài đã khiến chúng tôi muốn tìm đến với sự kiện lịch sử đã xảy ra ở nơi đây. Và tôi đã ngồi nghe ông nói chuyện. Câu chuyện của ông không mạch lạc, nó đứt quãng, nhiều lúc nghẹn lại. Người đàn ông đã trải qua chiến tranh ngồi đó trước mặt tôi trong hoàng hôn thành phố.
rồi bóng đêm đổ xuống, phố lên đèn. Trước mặt ông, phía dưới kia là một ngã tư, dòng người cuồn cuộn như nước một dòng sông. Có những lúc, tôi phải đỡ lời ông. Tôi không đủ can đảm nhìn người đàn ông khóc. Ông thường cười thành tiếng để che giấu cảm xúc trào dâng, một chai bia nhỏ suốt gần 3 giờ đồng hồ. Ông nói về đồng đội, nói về đơn vị mình, về những người đã hy sinh, những người còn sống. Câu chuyện của ông dẫn chúng ta về với những người lính tiền tiêu chiến đấu trên giải pháo đài Đồng Đăng tháng 2 năm 1979. Giải pháo đài là cụm 5 cao điểm có tên gọi từ mỏm 1 đến mỏm 5 phía trước pháo đài. Các địa danh gọi theo kiểu quân sự, chúng tôi không hiểu và cũng không ghép được vào với thực tế vừa trải nghiệm. Những địa danh dân sự cũng khó hình dung với thực tế bây giờ. Hai đại đội 41, 42 thuộc tiểu đoàn 4, trung đoàn 12, sư đoàn 3, tức đoàn Sao Vàng, được thành lập vào tháng 8 năm 1978. Trong một đêm, đơn vị hành quân đến bản Ba Phia, tại đây họ nhận mệnh lệnh hành quân, báo động nâng lên một cấp. Hàng ngày, những người lính trẻ đào công sự, huấn luyện và gác trên tháp canh tại pháo đài. Đêm 16 tháng 2 năm 1979, giao ban đơn vị xác định tình hình có dấu hiệu bất thường, toàn đơn vị nâng cao cảnh giác, đề phòng có biến. Mờ sáng ngày 17 tháng 2, khi sương còn răng kín núi rừng, từ phía dưới đường nghe lao xao ồn ã, cuộc chiến đã bắt đầu như vậy. Tại mỏm 1, nơi ông là A trưởng, được xác định là tiền tiêu, từng đợt tấn công của địch bị đẩy lùi. Trong lúc tổ chức tấn công giải pháo đài, đoàn tạp quân vẫn nườm nượp hành quân. Những chiến sĩ C-42 đã dùng tất cả vũ khí đạn dược mà mình có được. Những người lính hy sinh bên cạnh vũ khí đã hết đạn. Đằng ngày hôm sau nó đánh thì nó đánh thì có nhìn thấy gì đâu. Cứ thấy lao nhau, nó hò hét lao nhau, nhưng mà thực ra thì sáng thì chưa nhìn rõ mặt người. Thì nó đã ra chỗ ngã ba Cốc Lam rồi. Thế đến lúc mà nhưng mà nó lên thì nó lại không lên. Sau một lúc sau bắt đầu mới thấy hò hét nhau nó lên. Hò hét nhau lên thì anh ba đại nghĩa đã bắt đầu hô chiến đấu. Thì nào bắt đầu ngay cái đoạn đầu tiên ấy, thì coi như bọn đã đặt chững lại rồi. Mà đến lúc nhìn rõ ra thì nó không phải là quân đội hẳn đâu, mà nó lại có cả cái bọn áo tràng, rồi lại mặc áo dân tộc, rồi lại cả cái con nó không phải là con ngựa, nó cũng chẳng phải là cái con gì, nó cứ xuống mà đông lắm. Thì nó chỉ có một bộ phận nó đánh lên chống mình thôi, thế còn nó vẫn lại hành quân, tức là nó lại vẫn như thế này, nó vẫn vào. Trong khi đó thì là một bộ phận nó đánh lên, thế đến lúc nó không lên được mà mình nó giờ xuống thì lại bắt đầu lại tổ chức lại, thì lại bắt đầu nó lại lên từng đợt một như thế. Khẩu 12 ly 7 trên nóc pháo đài bị bắn hỏng nòng, họ đã bò xuống đường tháo nòng 12 ly 7 trên xe tăng địch để lắp vào bắn tiếp. Sau khi mất giải pháo đài, họ tổ chức lại đội hình từ những chiến sĩ hầu hết đều đã bị thương, tiếp tục chiến đấu. Những chiếc xe tăng bị bắn cháy, những đợt tấn công bị đẩy lùi, bị cô lập giữa vòng vây, họ chiến đấu ngoan cường để bảo vệ nhau. Những lời kể về mệnh lệnh hành quân, nhiệm vụ chiến đấu tại giải pháo đài của người cựu chiến binh C-42 không thể là chuyện bịa đặt, bởi chiến tranh đâu phải chuyện đùa. Khi chúng tôi đến, ba người họ đã có mặt, đang trò chuyện rất say sưa. Ngôi nhà tĩnh mịch, bộ bàn ghế ngay trên sân, dưới tán cây râm mát. Ba người họ, những chiến sĩ từng tham chiến tại pháo đài Đồng Đăng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ngày 17 tháng 2 năm 1979. Tôi tò mò quan sát, mỗi người một vẻ. Ông Trần Bá Hồng, chủ nhà, chúng ta đã gặp ông qua tâm tư người lính pháo đài Đồng Đăng. Khi ấy, trời chạng vạng, ngồi trên tầng 2 một quán cà phê, trong bộ đồ Tây trông ông có trẻ hơn, nhưng cũng tâm tư hơn. Có lúc cả ba người cùng nói, có lúc họ tranh luận sôi nổi, đặc biệt khi nói về pháo đài. Có lúc lại lặng đi, câu chuyện của họ lộn xộn, nhảy cóc. Là người ngoài cuộc, chúng tôi phải theo dõi chăm chú, tranh thủ đặt những câu hỏi, nhưng dường như vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Ba người họ cùng một trận địa, ba vị trí khác nhau. Người còn trẻ, khỏe, phong độ và hình như cũng thành đạt hơn cả là Dũng 12 ly 7. Khẩu 12 ly 7 đặt ngay trên nóc pháo đài.
Anh kể hăm hở, rất lạc quan. Anh là người rời pháo đài sớm nhất, với khả năng điều khiển khẩu 12-7 hiệu quả. Khi giải pháo đài đã mất, anh được điều động lùi về tuyến sau để bảo vệ chính pháo đài. Hôm ấy, đại đội trưởng Nam đi tập huấn chưa về, không có người chỉ huy. Trước khi trở thành chiến sĩ 12-7 dũng mãnh, anh lính trẻ đã rất hốt hoảng. Đồng đội của anh có người đã không thể chiến đấu hoặc thậm chí không thể tìm nơi ẩn nấp. Có lẽ họ bị tê liệt vì quá sợ hãi. Phải mất một thời gian bối rối, khẩu 12-7 mới có thể thực hiện nhiệm vụ hỏa lực của mình, khiến kẻ thù khiếp sợ. Cái mỏm một nó mất nha. Mất thì ông còn biết là cái bọn mà Trung Quốc, cái bọn mà vận tải cứu thương ấy, là nó còn cầm cáng, nó đi cả đoàn mà trên cái đỉnh một ấy. Thế thì tôi thấy thế mà tôi bắn. Bắn thì nó giạt xuống cái khe ngựa ấy. Thì em lại chỉ cứ liên tục ở đấy. Nó thậm chí nó còn vứt cả cáng. Đến nó vứt về. Vứt cả cáng. Thì bắt đầu mình cứ truy nó liên tục. Thế thì bọn này nó không chạy được. Đấy. Thế là các ông còn xuống tháo trên nóc xe tăng ra để lên để đá lên xuống của mình. Khoảng chưa đến 5 giờ đúng không? Thì mình bị pháo kích. Pháo kích thì hôm ấy là tôi thì là pháo thủ số 1, là người cầm súng bắn đấy. Cái hôm đầu ấy thì là của tiểu đội của mình nó có khoảng 9 chiến sĩ. Thế thì các cái chiến sĩ kia thì là cầm AK là vào các cái vị trí để đấu bộ binh. Thế còn mỗi khẩu 27 thì có mỗi tôi với một pháo thủ khác nữa. Nhưng mà thực ra nó là vì khi mà đánh nhau lúc ấy là mình quân của tôi thì không có cán, bởi vì là thời gian đó là tiểu đội trưởng còn đang đi tập huấn, thành ra là cũng không phân công được pháo thủ nào và vị trí nào. Thế thành ra là tôi cứ pháo thủ số 1 và tôi nhớ là lên tôi bắn. Thế khi mà Trung Quốc nó tràn lên ấy thì là các cái vị trí đã vào vị trí chiến đấu rồi, thì pháo thủ số 1 là lúc này là cứ thế là nệm, cứ nhằm thấy Trung Quốc là nệm, thậm chí bắn cả xe tăng. mà biết là 12-7 thì chả tác dụng gì. Tao cũng nói cũng bắn vào xích thì bắn được. Không biết được là anh khi đạn 12-7 cũng thấy được, nhưng mà mình chỉ nhớ tức là khi mà mình học ấy là 12-7 bắn thì bọn lính mà ngồi trên xe tăng nó bị choáng, nó ảnh hưởng, nó choáng. Nhưng mà vì cự ly thì em nghĩ là nó hơi xa, anh em nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà vì anh biết không, khi mà xe tăng 4-5 chiếc xe tăng mà nó lên cái chỗ mà cái bãi ấy, thì là nó có cái thằng xạ thủ cũng 12-7 nó ở trên thì, đấy em ở trên đấy. Thì em thì em nệm mấy thằng cái gì thì nó lại tụt xuống thì mình cũng lại tiện là mình tia luôn cả vào cái xe tăng ấy, mình cứ nhằm vào bắn hết. Đến khi mà nó, anh biết không, tức là cái lượt mà bọn Trung Quốc mà cái ngày đầu tiên nó lượt mà nó lên tấn công cái quả đồi bên cạnh đấy, nó tấn công thì 12-7 em quét thì nó nằm dạt xuống. Thì mình đến khi mà bọn em làm các báo công ấy, thì là đơn vị, tức là anh em nó khai báo, bởi vì hôm nay em đi Việt Nam 10 về Bắc Ninh mà, thì là nó làm các báo công ở đơn vị ấy. Thì nó bảo là Hùng Dũng pháo thủ số 1 nó bắn chết nhiều lắm. Thế nhưng mà vấn đề là chết bao nhiêu thì không thể tính được đấy. Thì bởi vì là khi mà nó chạy lên một loạt thì mình bắn thì nó giảm hết, thằng chết thằng sống nó cứ giảm hết cả, mình chả biết được. Đó là mình chuyển làn thì mình thấy xe tăng thì là mình dòm tiếp xe tăng, tức là cái hầm pháo của tôi sau nó đầy đạn, đầy cái vỏ đạn. Một giờ thì mình bị, tức là khi mà cái thành pháo đài nó bị nát vì cái xe tăng nó bắn mình, thì nó bắn một quả cuối cùng thì là nó vỡ tan cái mảng tường, mảng chắn ấy. Thì cái mảnh đạn nó mới văng vào cái ống bọc. Đấy, nó văng cái ống bọc thì nó bị hỏng. Bẹp là cũng chết khí. Bẹp thì là súng mình không dùng nữa. Không dùng nữa thì bắt đầu là như khẩu AK. Bắt đầu là chuyển khẩu súng ấy xuống cái hầm pháo đài. Thì đêm thì anh em bắt đầu nó mới tháo được cái xe tăng của, thì vì cái khẩu súng ấy thì là nó tương thích với cái khẩu và nằm trên xe tăng của địch. Hai khẩu giống nhau. Giống nhau, thì ra là nó tháo được cái khẩu dưới nó lên, nó thay thế cái khẩu. Thế thì hôm ý là tôi khống chế được toàn bộ cái phần cái nhà ga và toàn bộ của cái một hai ba bốn của bên bộ binh bên anh này. Thì ông đại trưởng cũng thích quá nên bắt đầu điều tôi từ về Thâm Mô. Thế thì sang cái đồi Thâm Mô thì lại đồi bên cạnh, thì tôi lại bảo vệ cho mấy ông này. Nhưng mà bên này lực lượng mỏng quá, chiều tối thì lại yểm trợ cho mấy ông này, tức là hỏa lực mấy của ông này thì là bị nó khống chế. Ông
thì bên tôi nó chưa với cả ông ấy ngồi tức là bọn Trung Quốc nó đánh từng phần côn nó cái chất thuật nó đánh từng phần nó nhổ được phần nào thì là nó lại là dứt điểm phần đấy là tham mưu sau khi mà vẫn pháo đài xong thì bắt đầu lại đến phần của tôi bị làm bị đe dọa đi thì các cái mỏm đồi xung quanh là ban đầu là thực ra nó là gọi là kiểu kiểu như cái chân vàng hiểm trợ lẫn nhau đi ở đưa vào trong rồi thì là trên chúng tôi là những người mà cũng trực tiếp ấy, thì là mới bây giờ là anh này còn ngồi còn ôm còn chán 37 năm thì tôi mới gặp nhau chính thức là 37 năm mới gặp nhau. Thế thì bây giờ là ông này ông nhớ là nhớ, thực ra không nhớ mặt nữa mà ông chỉ nhớ cái chi tiết tôi kể ra, chẳng hạn là khi mà tôi bị cảm cái đạn cối ấy, nó chụp lên mặt mà tôi không bị chết thì tôi chết cũng lạ. Mà đến lúc mà khi mà tức là cái khói đạn, cái khói của cái quả đạn nó nổ ra nó làm cho tôi mặt tôi đen xì. Đấy là ông này ông nhớ được cái thì tôi bảo giỏi. Đấy. Ông mặc cái áo đỏ đỏ rồi lấy áo chân tủ rồi, áo chân tủ áo sợi. Áo sợi mà. Sợi. Không sợi xanh nhưng mà đỏ. À cũng gần cái đỏ. Ôi ơi đỏ đỏ. Lâu ông mặc cái áo tôi đỏ cũ, chật, đỏ cũ tức là tôi mới chợt nhớ ra. Đỏ đỏ cũ. Tôi cũng có một cái như thế. Nó không hoàn đỏ nhưng mà nó là cái dạng nhờ nhờ ngày xưa mình tận dụng. Lâu đỏ. Thế anh biết không? Tỉnh lại tôi nhớ lại. Tức là khi mà cái quả đạn cối mà nó chụp lên mặt em và em cũng nghĩ là mẹ mình sống được cái tâm thần coi như là nó ở cái dạng mà rồi coi như là gọi là tâm thần tạm biệt một tháng mới bắt đầu mới ra nhiều năm nhưng mà bây giờ trí nhớ là nó vẫn cứ ổn định cả thế còn nhớ là bắt đầu lại cứ nhớ lại như này này là lúc mà Dũng bảo em có một thằng nó bị quả đi cao vào vỡ hàm này đấy là... chứ làm sao mình biết được mặt bây giờ mà ló người như này thì bảo thế thì đúng là Tiến thì gọi Tiến thì là đầu hai ông lại nhận ra nhau đúng rồi nhau. Là hôm ý là như thế bắt đầu mới nhận ra nhau chứ bắt 7 năm rồi họ là ai là bị vỡ hàm á Tiến đấy tôi bảo nó về đấy nhưng mà nó lại nhà nó tôi thì tôi cũng biết anh Hồng vì bởi vì là anh Hồng là cái mỏm khác mà tôi là cùng một anh mà bị vỡ hàm ấy thì là cùng một mỏm nhưng mà 37 năm, 36 năm năm ngoái đúng không? Là tôi chỉ tả cho ông này là đấy ở cái pháo đài như thế tôi đã ở rồi. Thế và bây giờ tôi chỉ còn nhớ với ông là ông bị bắn cái quả DGZ vào cái thành pháo đài ấy, thì nó bật ra thì ông bị một cả một cái mảng này. Thì ông này thì ông anh Hồng anh nói là anh Tiến với tôi lúc cái tôi chả biết đâu tên là Tiến mà cái mặt đấy tôi đi chết tôi văng xuống mình lát đùi Tiến ôi ôi lúc nó kéo thằng gì thằng Minh vào lần nữa phát là bộ binh à bộ binh anh lúc hôm ấy lại ở mỏm nào ở pháo đài pháo đài anh cùng ở tôi nhưng mà cùng đúng ra là mỏm hai mỏm một mỏm hai đấy bắt đầu đánh nhau một cái thì tôi lên mỏm của tôi không lấy gì thì tôi chuồn lên mỏm một bắt đầu nó đánh thì lên là như này này tức là lên xa bàn ấy lên xa bàn ấy thì là rút đánh rút dần về pháo đài về mỏm hai về mỏm ba đồng lắm pháo đài là sáng ngự giữa sáng mưa sáng là nó kéo kèn về đấy từ mốc 16 ngã ba mốc 16 nó về thế nhưng mà cái thời đấy tan ra như thế thì anh Hồng anh nói là chỉ lên pháo đài thì biết là từ cây cối đâu đồi nó toai thoải chống ngồi đứng ở trên đồi một đồi hai là nhìn thấy khống chế được toàn bộ cái thị trấn Đông ấy tức là ngày xưa ấy, cây cối nó thấp từ mốc 16, 15, 16 như bây giờ mà làm gì có nhà dân cây nhìn vài năm nó cũng làm gì có nhà dân còn trơ trụi lắm bây giờ nó cứ thoải mái cây nó cao lắm xe tăng nó có thể tràn ngày xưa là không có cây bây giờ cây nhiều quá rồi bây giờ là mất hết cái địa hình mất hết địa hình mà bây giờ tôi đi quanh cái chỗ đấy pháo đài nào lên tìm được cái chỗ mất lối lên trừ cái lối lên pháo đài bên em nhớ là cái mỏm một của anh ấy là ngày xưa là nó xây chiếc nó ở cái phần mà ở dưới lưng thì nó hàn lúc xuống thì nó còn xây vào trên không biết là có phải là cây xây hay không nhưng nó cây nó như cây mía con ấy mà nó lá nó rất tốt chưa anh đấy còn 25 là em nhớ là khi em quét mấy cái thằng tàu nó dạt vào đấy thì là em truy tận cùng bởi vì là em biết là cái bọn đấy là tôi làm đấy rồi vâng bởi vì em biết là ở đấy là không sợ đằng sau lên là thành ra là em bắn là không biết là sống hay chết như đại loại là cứ truy ở đấy mà em truy bởi vì lúc ấy là tất cả cái nơi bắt đầu là yên án rồi cái bọn thu dung cái bọn ấy chính là cái bọn thu dung nó còn đang lộ liễu là nó cứ chạy lung tung thì em quét cái bọn đấy nhưng mà lúc bọn tàu mà nó tràn vào cái ga ông có biết không ông có nhìn không có mẹ nó dày đặc nhiều kinh được mà lúc ấy là chỉ có mỗi một mình em biết không?
ga bây giờ cái nó ga nó ngay cạnh lên cái ga của nó là đấy. Ngay pháo đài chân pháo đài này, nhưng còn bây giờ nó đã dịch ra một tí. Bây giờ lấy cái cửa khẩu Hữu Nghị là cái hướng cửa khẩu Hữu Nghị làm chuẩn rồi. Cái ga nó ở đoạn nào? Ngay dưới chân pháo đài. Tức là cái tháp pháo bắt mà lên pháo đài luôn, cái đối diện đấy, nhìn thẳng xuống đây luôn, thẳng luôn. Cái đường bê tông bây giờ đấy, cái ga này là nó ngay chân pháo đài bên ở nhà ga. Những ngày xưa là nó chân pháo đài đi, nó không lùm xùm như bây giờ nhà cao tầng rồi, bây giờ che lấp hết. Nhưng ngày xưa là nó chỉ có mỗi cái trần trì, có mỗi khu nhà ga, nó trần trì mỗi nhà ga, còn toàn bộ cái nó như cái chồng. Đây, nó như kiểu trong phim mà có một cái nhà ga còn nhỏ đấy, bên đồi này, bên này đó là pháo đài đấy. Trên pháo đài nó khống chế toàn bộ ở cái thị trấn Đồng Đăng. Cái pháo đài nó mới không liệt thế, nó đánh kinh khủng thế, bởi vì nó khống chế toàn bộ cái thị trấn, cái ga Đồng Đăng với thị trấn Đồng Đăng. Anh là người sau cùng ra khỏi pháo đài không? Tôi không phải là người sau cùng, nhưng mà dạng ngày 23 là tôi ra ngoài. Vâng. Sau này là còn một công an vũ trang sau khi rút hết. Đấy là anh chắc là anh nghe người ta kể. Người ta kể đấy. Và còn một ông ở trong đấy. Người ta. Nhưng lúc anh ra là anh ra trong tình trạng như tôi thì cũng bị thương nhẹ. Vâng. Bị thương một đùi, phần mềm của đùi tôi chui ra. Đấy, trong người toàn là. Chui lúc ấy là còn cửa không? Còn cửa, à, cửa nhưng mà nó vẫn ở bên trên rồi. Mình rút xong mình về đến ngã ba Đồng Đăng. Thì là gặp anh em mình cũng tụ tập ở đấy. Không có đâu, có hai anh em thôi gặp nhau đấy. Biết nó đánh đến đâu mà. Biết nó đánh đến đâu, biết đánh đến đâu cả. Biết là về chân đồi 37 theo tung men theo cái suối nhá, lại gặp xác chết. Bên này em bừng công xong mà thì nó có cái báo Hà Nội mới, nó đăng tên tuổi, diệt được bao nhiêu tên. Bây giờ muốn lấy được cái thông tin ấy có lấy được. Bởi vì em thế này, em kia em ở viện ra thì có ông hàng xóm ông ấy đọc cái tờ báo ấy. Báo, không? Báo đấy là năm bao nhiêu? Năm 79 đấy. Đúng, 79 là chắc là chỉ sau đấy thôi. Sau ý khoảng tháng 3. Thì bây giờ về tòa soạn nó có nộp lưu chiểu. Lưu chiểu ấy, nhỉ? Thế bây giờ mình nói chuyện thì con mình nó không biết. Thậm chí nó còn không tin nữa cơ. Thế thì bởi vì địa bà nội đẻ ra đôi thì đường lên thì kể chuyện là bố mày ngày để xưa là khi mà bố mày đánh nhau xong ấy thì hàng xóm, ông hàng xóm bên cạnh ấy, ông ấy đọc báo, ông thấy tên và cái địa chỉ của nhà này, ông sang khoe và đây là con bà vẫn còn đang sống này. Thế bây giờ mình muốn lấy được cái tờ báo ấy, mình chụp ảnh để lưu cho con cái này. Anh có lẽ không nhiều tuổi lắm, qua cách xưng hô với hai người đồng đội, Phát khiến cho anh Hồng đặc biệt lo lắng, quan tâm như người anh cả đối với em út của mình. Sau khi giải ngũ, anh đã có 24 năm thần kinh không ổn định, phải chạy chữa tốn kém, cũng may mắn cho anh và gia đình. Vài năm nay, anh đã dần tỉnh lại. Trước khi chiến tranh xảy ra, có một cuộc phá hoại âm thầm nhưng hiệu quả. Có kẻ thường thông qua dân mua vũ khí từ những chiến sĩ của ta. Vì thế, việc để mất vũ khí đạn dược bị xử rất nghiêm. Để hạn chế, chỉ huy đơn vị thường thu giữ những bộ phận quan trọng để quản lý. Kim hỏa B-41 là một điển hình. Trước 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Phát đang bị kỷ luật. Anh phải chịu phạt giam dưới hầm do làm mất hộp đạn. Người nhỏ bé, nhưng Phát sử dụng khẩu trung liên cồng kềnh rất vất vả khi mang vác hành quân. Câu chuyện của Phát khiến chúng tôi đặc biệt chú ý. Có lẽ nào đây là trường hợp chưa từng có trong lịch sử chiến tranh thế giới. Với một khẩu B-41 không kim hỏa, có thể anh đã bắn cháy một chiếc xe tăng. Sau đó thì Trung Quốc nó đánh lên, bắt đầu mỏm 1 thì tôi cũng lên phối hợp. Lúc bây giờ thì cái mỏm DK của đồng chí Bát đại đội trưởng mới cả Trung mới cả Hồng mới cả ấy thì bị nó tấn công, và là Bát đã hy sinh ở khu vực bị thương và đi lên hy sinh ở đấy. Thì chúng tôi có bắt đầu chốt giữ cái ngày hôm đấy, chúng tôi rút về pháo đài Đồng Đăng. Đến cái khu vực trực tiếp ở pháo đài Đồng Đăng là ngày hôm ấy thì không liệt lắm. Đấy. Địch nó bắn rồi tất cả coi như là cái khu vực Đồng Đăng các anh em ra chốt hết. Trên thì có anh Dũng đây, 12 ly 7 và một số anh em khác coi như là cùng phối hợp chiến đấu. Nhưng mà thì thực ra ai mà nói là địch nó đông lắm, chứ không phải là bình thường bắn hết lúc này thì là lớp khác nó lại lên. Đấy. Với anh em tôi giữ được ngày 19.
27 23 đến ngày 23 23 23 thì địch nó là chiếm vào trong toàn bộ khu vực võ đài, chúng tôi lại rút, tôi là trực tiếp rút vào trong võ đài để cố thủ. Nếu mà anh trong pháo đài thì có nhiều người không? Trong pháo đài thì nhiều lắm, cả dân, cả công an vũ trang rồi các đơn cả, vị. Cả đơn vị. Nhưng mà được cái là ngày hôm 17 tháng 2 là đánh nhau ấy thì mình cũng rút được một số thương binh, thì cả một số dân ra ngoài. Nhưng còn về sau này thì anh nào mạnh khi mà nó đánh lên rồi đấy, chết nhiều. Chiếm chứ trong ấy là không chết. Thì ra thì được hay không thì nó là không biết. Không thể biết đêm 16 nhá, như tôi nói chuyện hôm trước đêm 16 tôi về giáo ban ở bản Pá Phiêng ấy thì cán bộ còn đi hết. Hôm ấy thì cũng nói, cũng nói là anh bác cũng bảo là cẩn thận là kiểu tối nay khả năng là nó có biến nhưng mà chưa chính thức được. Bởi vì nhiều đấy, lần như thế rồi, bắn pháo nhiều thì, lần rồi. Thì tôi đi giao ban về tôi còn đi vòng đường ngoài thì tôi đi lên mà thì là khả năng là ông bác chỉ bảo là khả năng có biến cho nên là không để anh em kiểu như là ấy đấy. Dạ. Nhưng mà tôi vẫn cho thằng Chí chủ động. Chiều ngày 17 là ông gặp ông Thu mà, ông Thu còn về chỉ huy mà, về tham mưu đi lên. Thì trong ngày hôm đấy, nhá, là đánh nhau ở đấy thì Lam đi về thì cũng bắn được xe tăng trên đường. Thì chiều có đất luôn tập Lam, kích. Lam đại trưởng. Đại trưởng đấy. Cách đây có mấy hôm thì cái đấy là cái đinh đóng chọc và phát là chúng lỗ lỗ cái thằng cha mà nó bảo là tôi sử dụng B41 đây, ông bảo sao gõ kim hỏa kiểu gì mà nó nổ được. Thế là tôi cũng không rõ lắm vì tôi không sành cái món này lắm, nhưng có ông bạn tôi là ông phải dùng cái đinh để bắn được cái viên đạn ấy. Thế là chính ông này thì cái thằng kia nó không tin thì tôi gọi điện tôi hỏi ông này. Nó bảo thế mày làm thế nào mày bắn được cái quả đạn B41? Ông tháo cái kim quả ra rồi thì cái hạt lổ của nó với cả cái cờ đồ ở đây ngay đây luôn, ông chỉ cần tốt phát cái là nó lổ. Thế lúc mà anh bắn cái đấy xong anh có nhìn thấy xe tăng cháy không? Tôi là nó bị tung nó bắn quả đầu tiên nhá, thằng Tiến nó bắn quả đầu tiên nhá. Thì là nó phát hiện mình ra rồi. Quả thứ hai có còn bao giờ nó nhìn thấy B41 là nó cũng diệt. Không phải đâu. Tôi nhớ là gì, tôi kê lên vắt thì bắt đầu nó xoay lòng hướng. Bởi vì tăng nó ba thế này thôi. Rồi thế này nhá, thì nó cứ đánh thế này nhá, thì nó ở đây nhá. Thì mình nằm ở đây, thì nó đã quay lòng hướng và nó nhìn thấy rồi. Nó bắn mấy phát tung vào đất. Nó bắn vào lòng đúng không? Đấy. Nhưng mà tôi này, tôi nghĩ là gì, phát đến nó quay khả năng là tôi bắn vào lòng. Tôi bắn vào giữa xe, cái xe nằm ở đấy. Bởi vì có ba chiếc, Bởi vì có ba chiếc có đỗ đây này nhá. Một cái đây, đây, một cái đây. Đấy, chữ chi nhau. Tôi làm nhựa ở khe này nhá, thì tôi bắn cái khả năng lên là đạn nó bay thẳng ở đây và cái giữa xe này ra này chứ nó không bay lên. Tóm lại là ông không nhìn kịp nhìn cái chiếc tăng nó cháy. Không biết là nó có cháy hay không nhưng nó không bắn mình nữa đúng không? Đấy đúng rồi. Sau khi anh bắn là nó tìm. Có vật tôi làm đúng vật này. Tất cả ba cái nó quay hướng. Tức là dùng tôi có nghe thấy bên đinh ở bên đinh nhà thay kim hỏa cái quả này quả đó. Đấy, là sau khi đồng chí này bắn xong cái là có tiếng vỗ tay hoan hô. Đấy, ở trên mà bản thân thì không biết là có cháy hay không. Bởi vì ông còn phải chạy. Còn phải chạy bắn xong là chạy. Bắn xong đấy. Phải té chứ còn ngồi đấy. Rõ ràng là ông với tôi nghe tiếng hoan hô. Anh xách được, anh kể lại đoạn đi. Tức là anh xách được cái súng của người khác. Ông Tiến, ông ấy không biết gì. Có xách súng, có đạn, nhưng mà không có. Không biết thằng nào, mất kim hỏa. Súng kim hỏa nhưng mà giữ cán bộ giữ không bị sợ do mấy ông bộ đội ông nghịch không nghịch chúng phá bản thân khi phát này còn đang bị kỷ luật lúc của số cũng đang bị kỷ luật cơ mà chính cái thằng Chí mà nó đấy chính thằng Chí nó giấu thùng đạn nó còn giấu thùng đạn tôi là gần giấu thùng đạn đánh nhau mới bật lên cho nên là lúc bây giờ là bến bị rốt trong cái hầm cóc ôi rốt ở trong bắc ngay ở trong đại đội thế mà thằng Chí nói là ăn cắp trang khí vũ khí kỹ tài cái thằng Chí mà tôi nói chuyện của đạn ấy đấy gọi là ở đấy là dân nó mua đấy. Tức là anh là cái đạn mà anh được giao quản lý bị mất ông này ông bắn khẩu trúng liên khổ ông giao anh lên chốt đạn vũ khí anh phải quản lý nó đi gác mình ngủ nó đấu đi anh lấy nó chốt đi bắt đầu bây giờ đại đội là cái vô là mình ăn cắp để bán ra dân đang bị kỷ luật còn tam tôi hầm đêm mới nó tam tôi hầm thế xong ai mở hầm cho anh lên thì lúc đánh nhau thì tôi mở hầm ra chứ còn gì nữa khổ thân tôi bắt đầu mới đục đạn mới lõm thì mới là chuyện như thế nhá sau bắt đầu
tức là ông giữ các ông ấy là đục đạn xong một cái thì nó ốp vào đằng sau rồi, thì sát nó đằng sau rồi, xong sau cái danh trại đó rồi thế mình bị luồn ra ngoài đi ra đường. Nhưng mà theo cái đường là cái của ông là đàn băng tròn hay là CKC gì đấy đâu, tóm lại là khi đánh nhau là anh còn không có đạn. Súng của anh không có đạn. LBD, LBD nhưng mà băng tròn hay băng gì? Thằng sao mà biết là anh chỉ anh đi giấu đạn. Băng tròn là lắp đạn khó lắm. Băng tròn thì nó bật ra đánh nhau pháo ấy nó bật ra ở đấy. Pháo nó kích vào thì cái hộp đạn nó bật ra. Nó bật ra thì nó phập phải thằng phủ nó phủ tí thôi để giấu để chơi. Thế là anh cầm cái khẩu súng B41 là mình khác nhưng không có kim hỏa. Bọn tôi là cứ sử dụng cái ông kia đừng biết giá biết gì. Thế là anh mình nhìn thấy cái kim hỏa cái mình xách ra mình cái mình nhìn thấy ngay. Thế là anh mới đem ra nhưng bắn cái khẩu B41 đấy bằng cái đinh, bằng một cái đinh, tức là khẩu súng không có kim hỏa mà vẫn bắn được, vẫn bắn được đúng mà lại còn bắn cháy xe tăng. Ông này phải phong anh hùng mới đúng cái gì. Ông này là thiệt thòi lắm, tôi là thiệt thòi. Ông này nếu mà chính xác là phải là về sau nha, về tôi lên đơn vị nha. Bọn tôi là thương binh hết đi. 16%. Thực tham mưu sao không biết mình. Nói to lên. Ông Thu ấy, tham mưu của cái trung đoàn ấy. Xong rồi về là ông ấy ở trung đoàn ông biết, ông làm tuyển luật trưởng. Ông biết. Một điều mà mình đi, xong mình đi hội báo giao ban cấp lương nhưng mà không lấy, không nhận. Không có nhận mà đâu. Tôi hỏi anh cái. Tức là bây giờ anh dùng cái đinh để mà anh chọc cho quả đạn nó nổ ấy. Rồi. Thế anh ngắm thế nào? Thì ngắm bình thường thì cái gì đâu. Cái này ông cần cái băng đạn đơn giản lắm. Thế này ông cần cái băng đạn đơn giản lắm. Tốt phân là nó tép phân là lỗ mà. Dễ ngắm lắm mà. Nó có ông ngắm đâu. Có kính ngắm. Có kính ngắm. Không phải. Nhưng mà nó vào đúng cái tầng cái hướng đấy rồi. Không phải cái xe tăng. Ông chỉ cần đặt xe tăng rất to. Thành ra là nó không như cái khẩu AK của ông AK ông bắn người chứ không phải bắn điểm. Còn kia nó cả một khối như thế thì ông trúng được tháp thì ông trúng được. Trở xuống. Anh dùng cái gì để gõ? Băng đạn à? Băng đạn. À, tay búa đúng không? Tay búa. Mà nó đơn giản lắm mà nhẹ cái nó lổ mà. Xong anh có hoảng không? Không sợ gì. Xong đừng có bỏ. Chả sợ đâu. Xuống đồ đạn pháo nó còn ấm. Bởi vì là khi mà anh cái khẩu B41 nhá. Thì anh các cái vị trí tay, tay cò, tay giữ súng. Thế rồi lúc bắn là rất khó nhưng lúc mà anh còn phải cầm cái đinh này. Xong lại cầm cái bảng ngay đây đây. Cái bảng ngay đây thế này cái là nó lổ cái con gì nữa. Một kệ đất đấy hả? Cái đầu lòng này nhá. Tính như cái đầu lòng. Cái đầu lòng từ đây đen đây nó ngắn này không? Đúng không? Tiền được bật mí đây. Không. Tôi bắn mãi rồi về sau tôi bảo là đúng nhưng mà hôm đấy là thực tế là lần đầu tiên và câu chuyện này cũng đây là lần đầu tiên chuyện đầu này cái đầu cái lòng nó chỉ gắn thế này thôi, xong nó còn có cái bọc nữa, xong bắt đầu lên cái tay cầm, xong đây cũng le đấy. Nó đơn giản mà. Chuyện của anh ấy là trong lịch sử chiến tranh thế giới kiểu mỗi mình anh có cái... mà có thế thật chứ còn gì nữa. Đúng. Trong lịch sử chiến tranh thế giới chỉ có mình anh mua quả mỗi quả à, kiếm được một quả có một quả nó sách ở đầu súng nhưng mà không kim hỏa, không kim hỏa không bắn được, không biết làm thế nào cả. Đấy, ông kia ông cũng không phải là người phụ trách cái súng đấy à? Nó là người vụ cách đêm đấy nhưng mà cũng giấu đi, bị nó giấu đi, nó cắt đi rồi. Tháo nên mà kêu hỏa không có thì nó coi như là thằng kia là nó không thông minh mà ông này, tức là ông này dùng đinh còn thằng kia là bí thì bỏ đi. Tại sao bảo bỏ súng lại không? Đinh, đinh là cái bọn cái thanh gỗ mà trùng trâu trùng bò nó vứt ở đấy vứt con đường re đường mà. Thế mình mới tìm được mà lại. Sở dĩ là cái việc của anh là rất là đặc biệt. Cho nên tôi phải hỏi kỹ để anh nói cho nó rõ chứ không là nếu mà tôi bắn xong tôi vỗ đấy nghe đấy rình lấy tay người nghe ở trên mỏ nếu nói chung chung với là người nghe ngày sau này người ta sẽ hỏi lại và anh nói thế nào anh bóp cò ra chính vì thế là ông bạn tôi mới nắm cái này đâu mà đấy. Thì cái đồi nó như này cái mỏ cỏ đài như này nó lượn như này thì đây nó là cái hào của nó, tôi được đặt lên hào cái đầu súng lòng con nó lòng một đoạn thế này đúng không, đặt lên này này cái là tốt phát được tốt với Duyên cái là tôi té. Đúng là như thế. Nghe thấy Duyên cái thì nghe tiếng vỗ tay của anh em nữa. Anh em sau đầu nó phản. Là thì nó phải cho nó phải cho chùm luôn không? Từ chỗ anh đến cái xe tăng là bao nhiêu mét? Chắc gần rồi. 6-7 mét. Làm gì được 6-7 mét? Từ mỏ 3 nhìn ra cái đồi. Không được, đến nó chỉ khoảng 30 mét. Không, 15-10 mét đấy. Không đến bởi vì cơ ly không đến anh ấy. 6-7 mét phải là từ pháo đài. Ông mẹ ông phải chắc đi gần. Bởi vì nhất là nó rỗ ba chiếc mà gì anh Hồng biết không, tức là khi mà em muốn bắn lấy cái cự ly quay bọn nó quay
em lấy cái khẩu CKC của cái bọn công an vũ trang ấy thì nó có cái viên đạn lửa. CKC bọn công an vũ trang vẫn dùng CKC nó mang lên mà. Thì em dùng cái khẩu CKC để em ước lượng cự ly. Sau á, sau tôi bị ở pháo đài tôi rút ra mà AK rồi súng ngắn có. Bắn cả súng ngắn nữa. Súng ngắn có được hai súng. Tôi hỏi thêm anh cái tức là trước đây ấy thì anh được giao loại vũ khí gì mà tôi đấy bắn được là CKC. Mày đầu tiên đó là Trung Liên nhưng mà về làm gì? Sau nó về còn CKC nữa. Có CKC còn. Tôi rất cái sở CKC thì còn gì nữa. Đầu tiên đó là tôi là làm gì nữa? Bộ đội làm gì có trang bị CKC? Mình làm gì có CKC? Về ăn Tết. CKC là cái khẩu súng trường ấy. Súng trường. Bắn được có 7 viên, 8 viên thôi. Mình làm gì còn CKC lúc bây giờ là toàn đầu tiên là nhưng mà tôi lại hỏi anh câu hỏi nữa này. Xong rồi sau mới thay AK mà Liên Xô. Tôi hỏi anh câu hỏi nữa là nhưng mà anh được trang bị một loại vũ khí khác là Trung Liên đúng không? Tiểu đội phân công là được sử dụng Trung Liên đúng không? Lúc bây giờ nhưng là Trung Liên thì nó mới phải giao một cái hòm đạn. Anh có được huấn luyện bắn B-41 không? Chưa huấn luyện. Tại sao anh lại biết bắn mà lại bắn chính xác như vậy? Tại sao lại không bắn được? Nó đơn giản bởi vì cái kỹ thuật đấy trong đơn giản là từ ngày mình nhà mình đã bắn súng hơi rồi. Lẫn nhau. Phải nói với anh thế này, tức là bọn tôi thậm chí đến cối bọn tôi không được huấn luyện. Mấy công an vũ trang ấy, mấy công an vũ trang ấy là ông ấy chạy lên đồi ấy, ông ấy bảo là anh ơi, mà vì lúc ấy là bọn em vũ khí là ngày không có, tôi cũng bảo nó ngay lên thì em ông này, tôi đéo biết tính đâu, chỉ tính em này nhá, em ông này là ở pháo đài ấy, thì mấy ông công an vũ trang, một công an vũ trang là bảo là anh ơi, bây giờ kho bọn em rất nhiều vũ khí, thì bọn em bảo thế mày mang hết lên đây. Trong đó có thằng nó mang khẩu cối 60 thì nó mang lên ấy thì nó bảo anh biết sử dụng không, bảo tao không biết sử dụng nhưng mà bây giờ có đạn đây, bây giờ mẹ phải buộc phải sử dụng. Thì em cùng Vương Phát này ấy, cầm khẩu cối 60 ấy, là đặt được cái tầm, tức là mình ước lượng là có thể bắn ở cái vị trí này. Thì em bảo thôi bây giờ thế này, bây giờ là cứ nhả đạn vào đã, xong rồi biết nó ở đâu thì mình nếu mà bắn xa thì chúc bắn ứng dụng thì cái tà thì mình hạ xuống, còn nếu mà bắn gần thì mình nâng tà lên, sau đó khóa cái chân đấy, ông nhớ không? Sau khi mà tôi bắn bắn vào cái thị trấn ấy thì đánh bùm một cái thì tôi bảo cái thằng quan vũ trang mày cấp tập cho tao 10 viên đây. Thế là nó cấp tập liên tục ngay lúc là nó chưa xong đâu, xong bắn xong một cái ấy, thì em bảo là bây giờ là bọn tàu nó cái hướng tấn công của nó là sẽ là hướng này, cái hướng mà nó có cái đường đi đường xe lên ấy, thì em bảo bây giờ bảo cái thằng quan vũ trang là bây giờ tao sẽ bắn ở cái sân ấy, nếu mà bọn tàu tấn công thì tao bắn ở đấy thì cái cự ly gần thì tao nâng cái tầm lên, thế bây giờ tao thả viên đạn để xem nó rơi ở đâu để mình điều chỉnh. Thế khi mình bắn viên đầu ấy thì là nó hơi xa tí ra cái chỗ gốc bê đa ấy, thì tao lại nâng tầm tiếp lên, thế đến khi nó nổ ở chính giữa cái sân ấy em mới khóa lại, em bảo đấy nha, thì bọn tàu tấn công thì mày cứ tới đây mày thả đạn thì nó trúng đâu thì trúng, việc của nó. Nhưng mà đấy ở cái khu vực mà mình bắn thử cái viên thứ hai ấy thì là nó rơi ở cái khu vực ý. Sau cái cổng cối 60 có thằng nào sử dụng không? Không, trang nó không sử dụng. Sao làm gì có ai sử dụng mà. Thế không ai sử dụng hết, đạn hết đâu nữa. Cái đạn. À, đây giờ tôi muốn hỏi các anh nhá. Trong mấy cái ngày đấy mà mình nó đông như thế mà mình bắn như là anh Phát nói thì tôi bắn hết cái thứ nọ sang cái thứ kia vậy thì cái đạn của mình ấy là có nhiều hay không? Có ít bắn lên hết. Thực ra mà nói thế này này, thực ra mà nói là tại sao chúng tôi cứ phải sử dụng súng này súng nọ là bởi vì là không có. Thành ra là cứ ông dùng AK thì nếu mà có súng gì thì dùng súng ý. Lúc ý gọi là phải ứng dụng thôi chứ còn gọi là để được huấn luyện. Mình khi mà nó hết các cái thứ của mình rồi. Không, lúc ấy thì phải tiết kiệm, tức là đến khi mà sử dụng cái thứ mình không có thì mình phải tiết kiệm. Chọn một ngày. Anh có nhớ cái lúc bắt đầu của cái ngày 17 ấy như thế nào? Như vậy thì bọn tôi là đang nằm ở hầm. Thế sau đó là tầm thì bọn tôi lại có một cái anh có đồng hồ. Thế một khi mà có tiếng súng nổ mà thì bọn tôi mới nháo nhào và tại sao lại có tiếng nổ thế này. Thì mới nhào ra thì một anh tức là hô là đạn pháo thì bọn tôi lính mới thì chưa còn mơ hồ lắm, nghĩ mà đạn pháo thì sao lại nổ vào thế này, bởi vì bọn tôi cũng nghĩ là cái thời điểm như là Trung Quốc tấn công. Thế thì nó bắn đầu tiên là nó bắn chỉnh, thì nó bắn rất ít, nó bắn khoảng vài ba viên thôi. Thế đến khi mà nó bắt đầu là nó phát hiện là cái đạn ấy nó chùm lên pháo đài thì bắt đầu bắn cấp tập liên tục, nó bắn gọi như là thậm chí tai mình ù tai. Thì thằng bạn tôi nó cũng có đồng hồ thì nó nhìn cũng thấy là 4 giờ 49 phút.
tri ân những chiến sĩ C42 anh hùng. Sáng ngày 17 tháng 2 năm 79 thì lúc ấy gia đình tôi là có hai nơi, một nơi là trong quê, tức là làng Pá Phiêng, mà ngày xưa cái C42 các anh ấy chưa làm doanh trại, các anh đóng quân ở đấy, và ông bà thân sinh có làm một cái nhà ra bên ngoài này, ngay dưới chân đồi này. Lúc còn đang ngủ trên giường đã thấy pháo bắn, mà khắp nơi đất đá, tiếng nổ, các thứ hỗn độn lắm. Thế thì theo gia đình ở bên ngoài này thì khác sơ tán theo một đường, còn tôi thì ở bên này thì cũng là bên trong làng ấy, trong quê của các cụ nội ấy, thì lại sơ tán đi theo đường khác. Cho nên là cũng trong cái buổi sáng hôm ấy là chạy vào trong hang đá rồi, và sau đấy thì hầu như là không biết gì nữa, tại vì lúc ấy rất là sợ, nó rất là sợ, tại vì nó chiến tranh nó khủng khiếp lắm, pháo nổ rồi đất đá rồi trâu bò lợn gà rồi người chết, nó khủng khiếp lắm, không thể được. Đại khái cái tinh thần lúc ấy rất là hoảng loạn, chỉ biết chạy thôi và chạy vào trong hang trú để tránh pháo thế thôi. Trên chiếc xe transit 16 chỗ, tôi đã đồng hành cùng các cựu chiến binh trung đoàn 12 rời Hà Nội hướng về pháo đài Đồng Đăng. Ngày mai 17 tháng 2 dương lịch, tức 21 tháng Giêng, 38 năm về trước, ngày 17 tháng 2 dương cũng tức là ngày 21 tháng Giêng âm. Cứ 19 năm lại có sự lặp lại một lần. Ngày 17 tháng 2, tức 21 tháng Giêng âm lịch, đã qua hai lần 19 năm như thế. Và đó chính là ngày tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Chiếc xe transit nhẫn nại dừng đón từng đoạn, từng đồng đội. Tôi quan sát, trừ 3 dân sự còn lại là 11 cựu chiến binh, trong đó có 7 chiến sĩ C42. Khi đón thắng ở Gia Lâm, khu vực Cầu Chui, anh lên xe lầm lũi, một vẻ mặt khá buồn dù cố giấu. Anh nói như phân bua với đồng đội: buồn lắm, bọn Gia Lâm chết sạch rồi. Từ đó đến Đồng Đăng, Thắng hầu như không nói thêm câu nào. Cái phố Gia Lâm bé nhỏ có tới 8 liệt sĩ thuộc C42 trong những ngày tháng 2 năm ấy. Vào những ngày này, hương khói trong các gia đình hàng xóm, anh thật không thể nói cười. Trong suốt chuyến đi và cả lúc về, tôi lắng nghe câu chuyện của các chiến sĩ. Hình như ngay chính các anh cũng còn nhiều điểm chưa thống nhất với nhau. Họ tranh luận sôi nổi, kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Cũng đúng thôi, bởi vì họ là những người trong cuộc. Chắp nối các sự kiện của những chiến sĩ có vẻ như một bức tranh khá đầy đủ về cuộc chiến tại pháo đài đã được phát ra. Trong khoảng tháng 7 tháng 8 năm 1978, C42 được thành lập. Họ là những chàng trai Hà Nội, Hà Tây cũ, Thái Bình, Bắc Giang. Họ đóng quân tại bản Ba Phiêng. Sau đó trong một lần hành quân, nhận nhiệm vụ trấn thủ pháo đài Đồng Đăng, chốt giữ tại năm mỏm giải pháo đài từ mốc 16 ngã ba Cốc Nam, nay là cột mốc 1104. Thời gian này, quân Trung Quốc liên tục tạo những động tác giả, khiến ta báo động liên miên, tinh thần cảnh giác vì vậy có phần trễ nải. Khoảng thời gian từ 16 tháng 2, đại đội trưởng đi tập huấn. Lúc này, chính trị viên Bát chốt tại mỏm 1 Tiền Tiêu cùng trung đội trưởng Tụng, tiểu đội trưởng Hồng và vài chiến sĩ. Khi chiến sự xảy ra, các chiến sĩ đã rất hoảng sợ, lúng túng, họ không có chỉ huy. Đối với lực lượng siêu lớn của quân địch, trên mỗi quả đồi, mỏm chốt, ta chỉ có 6-7 người. Mỗi chiến sĩ đã phải sử dụng tới 3 hố bắn thay cho đồng đội của mình. Mỏm 1, rồi mỏm 2, mỏm 3, nhanh chóng thất thủ. Chiến sĩ rút dần về cố thủ tại mỏm 4-5 gần pháo đài. Những chiến sĩ bị thương được đưa vào pháo đài chăm sóc. Đêm đến, trinh sát mang thực phẩm đến và đưa thương binh ra. Có cựu chiến binh nói rằng, khi anh ra khỏi pháo đài, trong đó chỉ còn có bộ đội, không có dân. Có người lại nói, có dân,
gồm phụ nữ và trẻ em. Tôi cho rằng pháo đài có nhiều phòng, họ đã nói đúng với tình trạng căn phòng mà họ có mặt. Một chị vợ công an biên phòng lên thăm chồng vào đêm 16, chị đã trở thành một hộ lý bất đắc dĩ trong pháo đài. Khi chồng chị bị thương, chị đã theo anh cùng trinh sát thoát khỏi pháo đài. Đó là câu chuyện tôi nghe các anh kể. Họ đặc biệt sôi nổi và khá chi tiết về các hành vi của mình trong giai đoạn phòng thủ tại pháo đài. Tuy nhiên, lại lúng túng, ngại ngần khi đứng trước ống kính. Họ hầu như không thể nói được gì khi được phỏng vấn. Trong câu chuyện của các cựu chiến binh, tôi mường tượng một chính trị viên bát liên tục vận động giữa các mỏm để chỉ huy, động viên, trấn an và hướng dẫn chiến sĩ chiến đấu. Anh là người duy nhất đã kinh qua chiến đấu, có kinh nghiệm và bản lĩnh khi đại đội trưởng vắng nhà. Hồng, người chiến đấu cận kề với bát, thường nhắc đến anh với một sự trân trọng. Khi bị sức ép ngất đi, tưởng anh đã hy sinh, bát ra lệnh cho đồng đội mang xác Hồng về, xếp vào hầm kèo. Chính điều đó đã cứu sống Hồng. Bát không trúng đạn, nhưng anh bị sức ép, máu từ tai, miệng và mũi trào ra. Bát ngồi dựa lưng vào chiến hào. Anh đã ra đi khi cuộc chiến chỉ diễn ra trong vài giờ, trong tư thế của một chỉ huy dũng cảm. Từ trung đoàn bộ, đại trưởng Nam hối hả trở về chỉ huy đơn vị. Lúc này pháo đài đã nằm trong vòng vây. Anh đã phải làm một hành động ngược lại, đó là tìm cách chui vào vòng vây. Nam động viên toàn lực lượng chiến đấu. Tôi nhớ câu nói buồn bã của anh Hồng. Lúc này đại đội trưởng thu nhặt tàn quân, tổ chức chiến đấu. Chúng tôi đã bắn cháy nhiều xe tăng, đẩy lùi nhiều đợt tấn công, nhưng thực sự là không thể lại được. Có lẽ anh vẫn day dứt khi giải pháo đài đã bị mất nhanh chóng trước sức mạnh của kẻ thù. Mỏm một duy nhất còn anh sống sót. Vào năm 2016, mấy anh em họ đã làm một tấm biển nhỏ gắn vào pháo đài, nơi có tấm nóc của lô cốt đổ, dòng chữ khiêm nhường mà chứa chan ân tình đồng đội. Pháo đài Đồng Đăng, nơi đây các chiến sĩ C-42 anh hùng đã chiến đấu và hy sinh tháng 2 năm 1979. Tôi nằm ở trên này, đây nằm ở cái cửa đây, nằm ngủ đây. Hoa quả đâu, đến đâu đây? Đây đây đây, từ 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 từ, đây tôi chỉ cái cửa vậy. Rồi rồi, từ từ từ, bây giờ mở lên mít tôi rồi, tôi nằm ở cái cửa này, để ngang cái đi, cao kia bây giờ mất rồi, mất rồi, mất rồi, mất rồi, thì nó lại còn anh ta nữa rồi, mấy cây gì còn, chúng tôi cả kia, cứ chui vào cái đường này này, cửa ngay đây đây, chui xuống tầng 3, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Nó có hai cái máy chám ở dưới. Xuyên ở tầng 3 có hai cái máy chám ở đó. Và hai cái dòng dọc vẫn có một cái tay. Tầng 3 có một cái năng lượng. Đấy, năng lượng ra đây. Nhưng mà lên đây mà lên đây. Trên bàn là trên bàn. Rồi rồi. Đấy. Cho anh em mình giờ đứng dậy nó cứ cối cối lên cho không? Tôi còn một cho nổ. Chính nhà còn phải có cái giấy này để họ đủ để họ bỏ mà để họ giải của nó. Nếu nào đây thì tôi thả lên trước nó định vị. Hôm nay anh em của C42, D4M12, F3, chúng ta lên đây làm lễ tưởng niệm đến những đồng chí đã anh dũng hy sinh nằm xuống tại đây để bảo vệ tổ quốc. Ngày hôm nay anh em chúng ta là những người còn sống sót trở về, nhớ đến những đồng chí đồng đội, chúng ta lên làm lễ tưởng niệm. Xin các đồng chí một phút mặc niệm cho những người đã khuất. Bắt đầu. Thôi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 16 tháng 2 năm 2017, chúng tôi có mặt cùng với các cựu chiến binh của C42, đơn vị chủ công phòng thủ tại pháo đài Đồng Đăng. Và xin mời các bạn hãy chia sẻ câu chuyện cùng với các cựu chiến binh, những người lính còn sống sót sau cuộc chiến tranh 1979. Tôi là những người lính đầu tiên là quân chủ lực lên biên giới để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc. Vào rạng sáng ngày 17 tháng 2 79, khoảng từ 4 giờ đến 4 giờ 30 ấy, thì
quân Trung Quốc đã pháo kích sang đây. Đấy. Chúng tôi bị bất ngờ, nhưng với lòng yêu nước, chúng tôi đã chiến đấu kiên cường, đấy, giữ từng tất đất của Tổ quốc. Sau chúng tôi chiến đấu được vài ngày, vì chúng tôi bị bất ngờ cho nên cuộc chiến đấu xảy ra chúng tôi đã bị lui về phía sau. Thưa quý vị khán giả, tôi Lê Quốc Trung là chiến sĩ của C42, D4, M12, F3, đoàn sao vàng. Chúng tôi là những người lên năm 78, chúng tôi đã lên chốt Tiền Tiêu để bảo vệ biên giới. Và đến tháng 2 năm 79 thì khi chiến sự xảy ra, chúng tôi là những người trực tiếp chiến đấu bảo vệ đất nước. Sau khi Trung Quốc dùng chiến dịch biển người và chúng tôi cầm cự được trong một thời gian ngắn thì buộc phải lui về, và với pháo đài Đồng Đăng thì địch không thể nào tiến được vào trong. Chúng đã dùng ngoi như vậy bộc phá, đánh sập cửa hầm chính và dùng chất hóa học phun vào trong pháo đài Đồng Đăng để hủy diệt. Và đến nay sau bao nhiêu năm chúng tôi cũng đã trở về già, nhớ đến anh em đồng đội đã mãi mãi nằm xuống mảnh đất này, không thể trở về được. Chúng tôi nhớ đến đồng đội và chúng tôi từ năm ngoái chúng tôi đã tổ chức lên làm những cái tấm bia kỷ niệm. Và hôm nay chúng tôi gần đến ngày có xảy ra chiến sự của năm 79, chúng tôi lại có điều kiện anh em tổ chức nhau lên để thắp cho đồng đội những nén hương, những người đã xấu số không thể coi như vậy là về được với gia đình bố mẹ. Ngày hôm nay chúng tôi lên thắp hương và tưởng nhớ đến các đồng chí đã mãi mãi nằm xuống trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Bây giờ cái cửa hầm nào bị Trung Quốc đánh sập mất rồi. Đấy, cây cỏ đã mọc hết rồi. Đấy, chúng ta đang đứng đây là trên đỉnh cái pháo đài từ thời Pháp. Đấy. Thế bên tay phải tôi là thị trấn Đồng Đăng. Và những cái dãy núi kia là mốc 16. Đấy, Việt Nam với Trung Quốc mốc hữu nghị đấy. Đấy, cái mốc 16 ở kia. Trước kia trên đấy nó có một cái radar của Trung Quốc. Đấy. Thế còn thị trấn Đồng Đăng ngày xưa thì nó nhỏ bé thôi nhưng rất sầm uất. Thế còn kia là cái đường lên kia là cửa hữu nghị kìa. Đấy, Mục Năm Quan đấy. Khi mà Trung Quốc nó tràn sang đây thì nó sẽ bây giờ ấy, Trung Quốc sang đây là nó đi cái khe của cái mốc 16 này cho cô này, cho cái mỏm 4 chúng tôi chốt đi này. Đấy, Cốc Nam đấy. Chúng nó đi qua khe Cốc Nam. Nhưng mà nói thật là Trung Quốc là nó đánh trộm, cho nên chúng tôi không chuẩn bị được cái gì cả. Đấy. Và chúng nó nghi binh rất giỏi. Nó cứ lên rồi về, lên lại về bao nhiêu tháng thế. Đấy. Đấy. Nên là Trung Quốc là đi sang kia. Cái tầm độ 4 giờ đến 4 giờ 30 pháo kích, nó pháo sang khoảng 5 giờ. Thì là quân lính Trung Quốc là bên này rồi. Cả tăng ở bên này đây, nó dưới cái thung lũng này cô này. Đấy, cái thung lũng ở cái chỗ cột anten vô tuyến xuống đấy. Đấy đấy đấy, ngay dưới đấy. Vâng, đấy chân đồi này. Đấy đấy đấy, tức là nó có một cái thung lũng. Khi mà dứt tiếng pháo là mình đã thấy là mờ mờ sáng khoảng 5 giờ tôi đã nhìn thấy xe tăng rồi. Đấy. Thế sau đó chúng nó quay tháp pháo nên nó bắn vào cái đồi chỉ huy của tôi đây. Đấy. Đấy, bắn vào trên đỉnh cái đồi chỉ huy là dưới cái đồi này tí cả. Qua đây. Cũng là trên cái vâng, trên chúng nó là cái dải núi này, vẫn là cái dải núi này đấy. Thế khoảng hơn 5 giờ nữa thì đã thấy lính bộ binh của Trung Quốc rồi. Đấy, nó đội mũ mềm này, tay mỗi một người lính là nó có một cái băng trắng ở đây. Đấy, nó đánh như phát xít Đức ấy. Đấy, nó đã bò, nó cứ thẳng lên, nó bò lên rồi. Vâng, khi lính Trung Quốc lên ấy, thì lúc đó là anh em chúng tôi cứ thế là tự chiến đấu. Đấy, chiến đấu cho nên là chúng nó coi như là chết chúng nó vẫn lên mà. Tức là nó có một cái thằng đợi chỉ huy sau, nó cứ giơ cái súng bắc khoạc này, nó cứ tả đấy. Đấy. Thế cái xong rồi là đánh nhau được một lúc thì chúng nó cũng dừng. Thì bên này là cái ga Đồng Đăng này. Tôi vẫn nhớ có cái tàu hỏa, nó cái tàu khách đấy. Ngày xưa là nó thấy thế bắt đầu khoảng 7 giờ ấy, thì nó đi vòng qua cái núi đây. Nó có cái đường sắt. Thì có một cái tăng nó đậu ở dưới pháo đài đây. Đấy, có một cái tăng nó đậu ở đây. Của Trung Quốc nó đã bò vào đây rồi. Đấy, nó bắn phát thứ nhất là vào đuôi cái tàu hỏa. Thế xong rồi là trượt, nó bắn phát thứ hai lại trượt đầu tàu hỏa.
thì cái tàu hỏa lại đi qua được cái khúc cua khuất lối thế là thôi. Thì hôm đấy là tôi được biết là một anh lái tàu bị chết. Đấy. Thì pháo của Trung Quốc ở đây. Trong khi đó dân chúng ở đây đều không biết. Tại vì tôi là con người đã trải qua bom đạn, tôi biết cái tiếng sấm với tiếng pháo, tôi biết. Đấy. Tôi ngửi thứ mùi khoái súng, tôi biết. Đấy. Nhưng mà bà con các thứ ở đây vẫn sinh hoạt bình thường, biết. Ô tô khách vẫn đi bình thường. Đấy. À, như thế. Vâng, tháng 2 năm 79 thì nó cũng còn bé. Mà thật sự cái cuộc chiến xảy ra ở trên pháo đài thì không được có mặt mà tham gia, đang sơ tán ở trong làng. Thì qua cái thời gian tìm hiểu ở trên mạng cũng có gặp gỡ là một số anh em của C42 đã từng đóng quân ở trong làng và lên chốt giữ ở cái giải giấy pháo đài này. Và sau khi gặp gỡ và tìm hiểu lại thì mới hiểu biết thêm được về cái pháo đài Đồng Đăng mình đã từng xảy ra những cuộc chiến rất dữ dội và hy sinh đổ máu cũng rất là nhiều. Thì đến ngày hôm nay ấy, thì cùng với số anh em còn lại của C42 lên trên pháo đài này để tìm hiểu thêm và tưởng niệm lại các đồng đội đã hy sinh vào những ngày tháng 2 năm 79. Thì nhân đây cũng xin các quý vị hãy cố tìm hiểu một giai đoạn lịch sử đau thương của dân tộc, những mất mát, những hy sinh rất lớn của những người lính chốt giữ biên cương những ngày tháng ấy. Và cũng rất mong là chị Yến đã bỏ công sức lên đây để làm những cái công việc rất là ý nghĩa và nhân văn, mang đến cho mọi người sự hiểu biết thêm về lịch sử của dân tộc. Khi quân Trung Quốc rút rồi ấy, mình mới bắt đầu tìm hiểu và nghe những cái người lớn, thật sự là người lớn và những cái anh em bộ đội còn lại để người ta đến làm công tác tử sĩ ấy, người ta kể lại cho mình nghe và mình mới hiểu được. Nó cũng giống như là cái pháo đài mình ấy, thì nhiều khi là cái chỗ nào mà đánh nhau mà vào trong thật sự vào trong cuộc chiến ấy thì nó xảy ra nhiều cái nó đau thương lắm. Thế còn nhưng mà dân ấy chỉ vào chạy vào trong hang đá mà không có cái đánh trả nhau với Trung Quốc ấy thì hầu như là dân cũng an toàn, cũng không có gì lắm. Nhưng mà vẫn có những người phải thiệt mạng vì đạn lạc rồi nhầm bắn nhầm rồi các thứ thì loạn quân chả biết đâu quân ta quân mình, cho nên là cũng hy sinh, cũng mất mát nhiều. Và cái làng tôi ở ấy là nó bị rơi vào khoảng độ 3-4 căn nhà là bị trúng pháo, và tổng số cái người chết ở trong làng khoảng độ 9 người, trong đó họ tôi là mất 7 người. Chính quyền cũng đã họp dân và phổ biến là sơ tán, nếu mà xảy ra chiến tranh thì sơ tán theo đường nào. Nếu như mà những người mà thực hiện theo cái đường cái chỉ đạo ấy thì hầu như là không có bị mất mát gì, nhưng mà những người mà quá hoảng loạn chẳng hạn chạy ngược từ cái làng lên cái đồi đằng sau ấy là có bộ đội ấy, thì ở bên này Trung Quốc nó bắn sang thì cũng chết nhiều. Ví dụ như là bà thím tôi là bị mất đúng cái ngày trưa sáng ngày hôm 17/2 thì bà ấy mất, là bà ấy bị thương. Lúc ấy em con chú rồi nó còn bé, nó không hiểu mẹ nó bị nằm đấy mà nó không biết. Thế hôm sau gọi mẹ nó không thấy nữa thì nó bắt đầu nó quay về làng nó đi, thì nó lại về nó gặp bà chị nó, thế là hai chị em dẫn nhau cứ thẳng đường cái đi vào trong người quen thì mới thoát được. Thực ra thì sáng hôm mới có chạy đi thì cũng em có nhìn quay lại cái chốt mà mỏ một của anh Hồng anh ấy chốt giữ ở đấy ấy, thì đúng thật sự ra là sáng hôm mới nhìn thấy cái xe tăng nó bò từ bên dưới này lên đang lên dốc đi lên. Đấy là cái hình ảnh thật nhất là mình biết được về cái chiến tranh. Còn sau đấy thì mọi cái quay về thì mới thấy cái những cái đau thương khác thì mới nhìn thấy, chứ còn thực sự cuộc chiến lúc ấy mình chỉ cảm nhận ở cái tuổi nhỏ ấy là mình chỉ cảm nhận được cái đấy là có xe tăng nó lên cái chốt ấy mà cảm thấy nó khốc liệt, nó cuộc chiến nó thật sự là khốc liệt. Đây đúng là cái cửa của nó ngày xưa ở đây này, chị này. Đi vào đây này nó còn có những cái này hành lang các thứ này vào này. Ở chỗ này bọn em vào là vào từ đây nhá. Bắt đầu có cái
Vào chỗ kia à? Vâng, đi vào cái kia xong rồi mới đi vào cái khu kia kìa, nó mới có đường đưa bọc pháo nó đánh ở đấy. Thế cái tường này thì là như thế nào đối với pháo đài? Cái tường này thì em nghĩ nó chỉ là cái tường để che chắn cái đỡ cái đất trên này. Vâng. Tức là cái pháo đài này chỉ có tầng 1 là xây ở dưới thôi. Còn tầng 2 là người ta đổ đất lên, người ta xây trong một đổ đất lên. Đấy, cho nên là người ta xây cái này để chắn đất. Trong này nó bao tầng em biết không? 3 tầng. 3 tầng, thôi nói. Vâng, thì cũng thì là đấy, cái hồi xưa là đúng ra là ông nội em là ngày xưa là đi lính giọng cho Pháp. Là lên có lên gác ở cái pháo đài này. Cái pháo đài này thì nó có hai bộ phận, một bộ phận là của lính Pháp. Thì nó ở cái pháo đài bên này nhá, nguyên là của Pháp. Chứ còn vắt răng bên kia ấy, tức là lúc đấy mình đi qua có một cái bãi bằng, không rồi, có một cái mỏm ấy. Rồi. Là lính gióng đóng ở đấy. Đấy. Cho đóng chắn bên dưới đã. Đóng chắn bên dưới, gác mà. Gác mà. Gác mà. Rồi. Còn sau dưới, bên dưới, tí nữa chị em mình đi xuống ấy, có mấy cái tường đá nó xây kiểu như này ấy. Thì ngày xưa nó gọi là trại con gái. Đấy, trại con gái để làm gì? Con gái nữa. Tức là bọn gái đến mua vui cho lính. Đấy. Thì ở Đồng Đăng có một bà ngày xưa cũng là ở cái trại này ra. Bà ấy còn không, bà ấy chết rồi. Bà ấy lấy chồng ở Đồng Đăng. Lấy chồng Đồng Đăng thì xong bà không có con. Xong bà mới nhận con nuôi. Ở ngay đúng chợ, ngay chỗ cạnh cái nhà văn hóa ấy. Nhà văn hóa của chợ ấy. Thì bây giờ bà ấy mất rồi. Từ cái thời bà ấy phải thật, từ thời ông nội em 1977 mà. Tôi bị thương thì tôi còn nằm ở trong mùi xiêm 3 ngày trong đó. Quân địch bao vây xung quanh thì tôi có chiến đấu đến ngày 24 thì tôi mới chuyển về phố của trung đoàn. Khi nằm trong mùi xiêm này đã bị thương gì? Tôi bị thương rồi tôi mới nằm đấy. Và vẫn tiếp tục chiến đấu. Khi đấy là anh đồng anh sử dụng AK. Súng AK. Khi vào đơn vị thì anh là biên chế. Biên chế là súng AK. Vâng. Như vậy là thương nằm trong. Vâng. Tôi còn lấy lương khô 461 ăn với cả lấy nước uống của những thằng chết xung quanh mình để sử dụng. Anh có thể tả qua về cái tình trạng của lính Trung Quốc khi mà anh nằm trong vụ quan sát được không? Trung Quốc thì nó cứ đêm đấy là nó nói chuyện với cả hút thuốc lá với cả hô tả xỉ, hô tả xỉ là đánh chết. Đấy, nó nói chuyện với dầm cả đêm. Còn gọi nhau xuống sực phàn, xuống ăn cơm ở dưới. Đơn vị công an vũ trang nó còn thịt lợn ở dưới đồn công an vũ trang của mình. Và nó thịt lợn, nó nói chuyện với dầm dầm dầm. Anh có biết tình trạng của công an vũ trang trong đồn đấy thì anh em đồn đấy thì lúc đấy là lên chốt hết rồi, chứ đồn đấy chả có cái gì cả. Còn mỗi lợn miếc thôi, thì nó vào nó phá phách ở trong đấy thôi. Chốt là... Anh có thể tạo cụ thể từ chốt, chốt như là để hình dung một cái người dân mà người dân trong thời bình chúng tôi nghe về chốt. Chốt là một cái quả đồi, như kiểu pháo đài Đồng Đăng đấy. Thì là mình đào hào xung quanh chốt, đấy thì là chiến đấu, thì khống chế ở dưới mặt đường. Sử xe tăng xe tiếc nó leo lên những cái đồi mà đồi đất ấy. 45 độ là nó vẫn lao xe lên được. Đấy. Hào chống tăng là phải 1m4, 1m5 thì mới nó không leo qua được. Đấy. Còn 1m2 là nó vẫn phi qua. Khi mà cho đến lúc mà bị thương từ 17 đến ngày 24, cho đến lúc mà anh bị thương thì lúc mà anh chiến đấu thì bên anh thì có đồng đội không? Có đồng đội ấy. Nhiều đồng đội hy sinh. Cái chỗ của anh thì còn người sống? Cũng vẫn còn người sống. Cụ thể là anh ở mỏm nào của cái pháo đài Đồng Đăng hay ở chính trên pháo đài? Tôi là ở mỏm 339. Và
thì xung quanh là địch nó bao vây xung quanh rồi. Và tất nhiên là nó không biết của anh. Vâng. Nhưng mà thỉnh thoảng anh vẫn cứ bắn. Vâng, thì những cái thằng mà đi xung quanh buổi tối ấy, thì mình vẫn cứ phẹt. Mình không bắn nó thì nó bắn mình, nó xác định rồi, đấy là tiêu diệt. Thì đấy thì tâm trạng của anh có hoảng sợ không? Lúc nổ súng rồi thì không có gì là hoảng sợ. Chưa nổ súng thì sợ. Lúc chưa bắn chết hai thằng đứng bệ bắn thì mình còn sợ. Nhưng mà khi đã có tiếng súng của mình rồi thì không sợ. Lúc ấy cảm thấy bình thường. Và... nhưng mà khi mà nằm có một mình ở trong cái bụi xin như thế thì... chả bình thường nằm cạnh những thằng chết này còn lấy nước uống ở lương khô của nó ăn. Ý này nói dở ấy. Vâng, bắn chết mấy thằng xung quanh thì mình còn lấy lương khô của nó ăn. Lương khô còn mặt lạ chống độc các thứ, ngay cả mà bát sắt hoa hồng mang về, vẫn mang về làm kỷ niệm một cái tiêu cối 82. Anh không nghĩ là mình sẽ tìm lại được đồng đội đâu, không nghĩ là mình sẽ bị hy sinh hoặc là giặc nó phát hiện. Không, lúc đấy chẳng nghĩ gì, cái sống cái chết nó cảm thấy nó bình thường. Khi nổ súng rồi thì nó không sợ gì. Ban ngày nó đi. Vâng. Nhưng mà mình và tối thì mình mới chiến đấu được với nó, vì ban ngày sợ mình bắn nó phát hiện mình thì nó tiêu diệt mình chết ngay, vì nó đông như kiến. Từ cái chỗ mà anh bị thương, xong anh đi về Pháo Đài, anh tự đi hay là tự đi? Chứ buổi tối là mình mò về, tối là tối 23, 22 mình là mò về Pháo Đài rồi. Pháo Đài thì đơn vị ở đấy rồi thì mình vào trong Pháo Đài. Thế khi mà người ta đưa anh đến tại trường và đưa anh ra khỏi Pháo Đài thì cái quãng đường đi nó có gian nan không? Quãng đường đi thì phải lội qua nhiều con suối. Đấy, phải đi toàn đường tắt mà trinh sát nó dẫn đường. Nó giải những cái nhiễu trắng ấy để cho mình nhìn thấy đường mình đi buổi tối. Mà đi toàn xuyên đồi, xuyên suối hết, chứ không có dám đi đường nhựa đâu. Đấy. Không, nhìn là tối, buổi tối, nhìn không phát hiện. Thực sự là anh rất tưởng tượng là mình giữa những cái xác chết, mà giữa vòng vây của mình, thì thật sự cũng là rất bạc. Lúc đấy thì chả sợ gì, cái chết, cái sống, nói chung là bình thường, lúc chưa nổ súng thì sợ lắm. Nhưng nổ súng rồi thì yên tâm, mà bắn chết một vài thằng thì mình yên tâm, không vấn đề gì. Lúc đấy nó không nghĩ đến cái chết, cái sống. Cái nơi mà anh nằm đấy thì cách xa cái đường vào Pháo Đài không? Cách cũng gần thôi, chỉ khoảng mấy, khoảng 200 mét thôi, nó chỉ tầm 200-300 mét thôi. Từ cái đỉnh 33-19 của anh, 339 của anh, mà về đến Pháo Đài thì có xa không? Nó chỉ tầm 200 mét thôi. Cũng chỉ 200 mét. Vâng. Nó liền đấy mà. Nó có nằm ở trên cái gọi là giải Pháo Đài ấy, mỏng 1, 2, 5, 4. Đấy có, đấy nó liền một giải. Và tâm lý. Tôi vẫn còn nhớ hai thằng đầu tiên mình bắn chết là nó đang ngửa cổ nước này. Nó đội mũ lưỡi chai sau sao đỏ chói, 5 cánh, đấy, mũ tư châu. Khi tôi giơ súng lên tôi còn hạ súng xuống, chưa nổ bắn súng là sợ. Lúc nó quay lại nó nhìn mình kêu phát là mình bắn chết đúng hai phát AK vào mang tay, thằng gục xuống, thằng kia chạy phát cho phát vào đầu chết. Lúc đấy bắt đầu ăn máu chứ còn chưa nổ súng là cũng sợ. Đấy, tâm lý là thế. Như vậy là cái khoảng cách giữa địch và ta rất gần đúng không? Gần, lúc đấy nó đã lên chốt rồi, lúc nổ súng là nó đã lên chốt của mình rồi. Mình đang lom khom ở địa đạo thì nó ngừng lên, nó thấy hai thằng nó ngửa cổ uống nước. Rất là nhiều. Vâng, đông nó cứ dàn hàng ngang lên, bắn không xuể được. AK bắn cứ kẹp hai băng lộn dở đầu đuôi là bắn. Khi đấy đạn nhiều đầy giao thông ào. Đạn đầy. Bắn không cần. Vâng, bắn thoải mái đạn luôn. Thế
ngày xưa có bọn cảnh sát dã chiến của mình như là công an vũ trang. Cảnh sát dã chiến hồi chưa đánh nhau là họ đã ở trên này rồi cùng với bộ đội. Tức là họ cùng vào cái đại bản doanh của mình. Vâng. Vâng. Khi đánh nhau thì họ mới lên, chứ còn bình thường ở doanh trại. Và bình thường là họ doanh trại của họ. Và khi đánh nhau thì lúc đấy họ mới lên. Và anh có biết là ở trong cái pháo đài của mình khi mà chiến sự xảy ra thì nhân dân chạy vào trong đấy không? Không có nhân dân, chỉ có thỉnh thoảng lúc đánh nhau thì cũng có bọn kiểu như phản động ấy, nó vẫy địch lên kiểu người Hoa ấy. Đấy. Nó dẫn lên. Vâng, nó dẫn địch lên. Thì mình có bị trường hợp nào bị lừa không? Không, tiêu diệt ngay. Và thế còn khi mà anh bị thương mà vào trong pháo đài anh không thấy có dân à? Không, toàn bộ đội hết rồi thì có dân ở đây đâu. Trong pháo đài thì anh trước khi mà chiến sự xảy ra thì đừng có đi nhiều trong có vào đấy trước chưa đánh nhau là vào đấy suốt. Cấu tạo của nó nhiều tầng lắm, 3-4 tầng hầm của nó, mỗi tầng của nó bao nhiêu phòng ấy, nó như phòng như nhà này nó bê tông nó dày lắm đấy, thì xem những cái tảng bê tông nó sập xuống như thế. Cứ cả cái pháo đài ấy, chứa khi cả một tiểu đoàn, một trung đoàn ấy, rộng bao nhiêu tầng, bao nhiêu phòng ấy. Bây giờ nó phá tan tành ấy. Sáng thì nó cũng có lỗ thông hơi lên ấy thôi, chứ còn lúc đấy sáng tự nhiên. Vâng, chứ không có đèn nóm gì cả. Trong đấy chỉ có thắp nến và cả thắp ấy thôi, đèn dầu ấy thôi, không có điện nóm gì cả. Khi anh ra khỏi pháo đài thì ở trong cái còn nhiều thương binh không anh? Trong đấy thì hôm đấy em đi thì là chuyển hết thương binh đi rồi, chỉ còn những đồng chí mà còn lại chiến đấu ở đấy thôi. Những sát đưa anh ra thì đi theo đường suối, đi theo bờ suối. Mình ra cửa phụ thôi, nó có một đường xuống thẳng thị trấn Đồng Đăng, một đường xuống bên cạnh đường ấy xuống suối. Đấy, chỉ có lúc là 5 giờ sáng là nổ súng rồi, nhìn cái bầu trời đạn như bắn như pháo hoa. Đấy, thì là cứ toàn quần đùi áo mô xách súng lên, lúc ấy vẫn ở doanh trại mà. Đấy, xách súng lên chốt thôi, chứ còn lúc ấy chỉ huy là đi tập huấn ở trung đoàn. Đại đội, ban chỉ huy đại đội các thứ đi tập huấn hết, chỉ toàn mỗi chiến sĩ ở nhà thôi. Xong rồi sau khi nổ súng đơn vị thì mới cán bộ mới về. Đấy. Chứ là lúc nổ súng là không có cán bộ, chỉ có cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đội thôi. Còn đại đội đi tập huấn ở trung đoàn. Không có chỉ huy như vậy thì khi mà tác chiến thì anh có bị đúng nhiều không? Đấy thì cứ tự chiến đấu thôi. Sau này sau một hai hôm thì đơn vị cán bộ mới về thì mới chỉ huy được, chứ còn lúc đấy thì cứ tùy nghi mà chiến đấu thôi. Ông nào chạy chạy, ông nào đánh thì đánh. Nhìn chung thì nói chung là anh em mới thì cũng hoảng sợ lúc đầu, nhưng mà sau thì nó cũng cảm thấy nó bình thường. Có chỉ huy thì đại đội sẽ đưa anh em ra chiến đấu hết, chứ không có nào chui trong hầm cả. Chui trong hầm là bắn luôn, thì xác định là không chiến đấu thì là phải bắn thôi. Đơn vị mình có trường hợp nào như thế không? Không, đơn vị không có trường hợp. Vâng, bắn triệt là đại đội là bắt ra hết, là chiến hào hết. Chui trong hầm, đại trưởng bắn ngay. Vâng, phải ra chiến đấu thôi, nó bắt phải ra chiến đấu chứ trốn được đâu. Lúc đấy một chiến đấu là chết.
Chúng tôi về thăm trung đoàn 12 khi chiều muộn. Tôi tin rằng cũng như tôi, các anh sẽ tự hào và tự tin vào lớp lớp kế tiếp. Ngọn lửa anh hùng của C42 sẽ không bao giờ tắt, đã được truyền lại và nuôi dưỡng. Tôi đang có mặt ở trong khuôn viên của trung đoàn 12. Trên đường tri ân các đồng đội thì đoàn cựu chiến binh của C42 đã ghé vào thăm trung đoàn 12. Và ở đây thì thật sự là tôi rất bất ngờ. Một trung đoàn, một doanh trại bộ đội nhưng mà có một cái nền nếp và một cái cảnh sắc thì đẹp, thật quả là như công viên. Cũng rất tiếc là bây giờ trời thì cũng đã tối mất rồi, cho nên là có thể là không đủ thời gian cũng như là ánh sáng để ghi được những cái hình ảnh đẹp nhất. Đây là vườn hoa. Và không cần nữa. Những khu nhà rất là khang trang. Trong giờ thao binh thì anh em đang chơi tennis, chỗ này thì tennis, chỗ kia thì xà, tập xà. Và những người cựu chiến binh ngỡ ngàng và thán phục, trông họ như là trẻ lại. Tôi nhìn thấy đây có một cái hồ và tôi cũng muốn biết xem nó là cái gì. Hình thức thì có vẻ như nó là cái bể bơi. Nhưng mà vâng, rất là tiếc là nước này thì có lẽ là không bơi được. Thao trường ngay trong này á? Đâu, đấy là cái sân vận động tập thể dục ấy. Thao trường là nó phải có cả bắn súng. Họ còn bị ấy làm bò ở dưới đây mà. Xin chào. Tập rất chỗ đẹp. Đây là chỗ để tập luyện đấy. Vâng. À đây. Đây. Vừa ấy tập bò mới. Ở tòa nhà kia thì là trung đoàn bộ. Phía sau đấy là sân tennis đang sáng đèn. Ở đây là bể bơi. Và những chú bộ đội trẻ không biết là họ đang làm gì. À đây là một cái sân thể thao. À, có vẻ như hình như là họ đang tập bắn. Vâng, những cái lều trại và những chiến sĩ trẻ của chúng ta với những tấm biển đỏ màu vàng. Tôi sẽ lại gần xem đây là gì. Đây là một tấm biển đỏ màu vàng ghi khu vực trưng bày mô hình học cụ của CPB-14. Quả thật cũng không hiểu được cho lắm. Và ở đây có rất là nhiều thứ, có lẽ để đảm bảo bí mật quân sự thì chúng ta cũng không nên tiếp cận. Và chúng ta nhìn thấy những chàng lính trẻ rất đẹp trai. Có lẽ mình không tiếp cận với các cái học cụ, khí cụ, nhưng mà ta tiếp xúc với các chiến sĩ tham gia. À, xin chào các chiến sĩ. À, các bạn đang làm gì đây? Trông học cụ. À, trông học cụ. Có nghĩa là bây giờ hết giờ học và chúng ta là những người bảo quản. Đúng không ạ? Thế và sáng mai thì mấy giờ lại tiếp tục học? Sáng mai 6:30 đang học. Ừ. Và cái sân này là cái sân mà mình sẽ tập ở đây. Vâng. Bọn cháu lên đồi không ạ? À lên đồi. Vâng. Mang những cái dụng cụ này lên đồi. Không, đây là dụng cụ để trưng bày để người ta tham quan này. À nếu mà tham quan có nghĩa là cô có thể ghi hình được đúng không? Vâng. Nhưng cháu cũng không rõ quá. Thôi thứ nhất ở đây không có chỉ huy. Vâng. Thứ nhì thì nó cũng rất là tối và để đảm bảo bí mật là sức mạnh của quân đội thì chúng ta sẽ không tò mò vào đấy. Vâng. Thì ở đây nó là một cái sân vận động. Và phía trên kia thì có thể nhìn thấy khán đài, ta tạm gọi là khán đài A. Vâng, rất là đẹp. Và bây giờ thì tôi quay trở lại trung đoàn bộ nơi mà những cựu chiến binh của chúng ta đang ngồi để nghe cũng như là tâm sự với thủ trưởng đơn vị, một trung đoàn trưởng rất là trẻ. Đứng lên. À, cho cô hỏi một chút này. Dạ, vâng. À, xin chào hai bạn. À, hai bạn là quê ở đâu nhỉ? Cháu ở Thái Nguyên ạ. Ô, đẹp trai quá. Cháu ở Thái Nguyên thế đã nhập ngũ được bao lâu rồi? Cháu nhập ngũ từ tháng 9 2015, được gần 2 năm rồi. Đã gần 2 năm. Bao giờ thì mình sẽ được hết nghĩa vụ?
cháu đến tháng 7 thì giữa năm 2017 cháu hết nghĩa vụ. Ồ, thế cái cuộc sống trong quân đội cháu thấy thế nào? Cháu cảm thấy rất thoải mái. Rất thoải mái. Vâng. Chứ không thấy là gò bó à? Dạ không, cháu cảm thấy thoải mái, cháu cảm thấy tự hào là người chiến sĩ. Tự hào là người chiến sĩ. Rất cảm ơn. Cháu có thể chia sẻ tên mình được không? Cháu là Nguyễn Việt Hưng ở đại đội quân y 24 ạ. Nguyễn Việt Hưng, đại đội quân y 24. Xin chào bạn và chúc bạn có những ngày tháng còn lại ở trong quân ngũ cảm thấy thoải mái. Vâng. Và khi ra về thì sẽ có một cái niềm lưu luyến đối với quân đội. Vâng ạ. Vâng, đây ạ. Ồ, đây là một mâm đã đầy đủ cho 6 chiến sĩ. Mỗi chiến sĩ là một cái khay và một cái đĩa cá kho chung. Rất sạch sẽ. Rất là sạch sẽ và hấp dẫn. Bây giờ sẽ cùng với các bạn vào tham quan nhà bếp. Vâng, nơi mà chế ra những cái món ăn này. Xin chào. Đây chắc là các chiến sĩ hậu cần. Đây là bếp. Và đây là chiếc xe. Thế là các bạn ấy chỉ việc đẩy cái xe này mà không phải bê. Mình nấu ở đâu ạ? Nấu ở trong. Nấu ở trong. Gian ngoài này là gian để bày, và gian trong là gian nấu. Ồ, như vậy là ta nấu ở bếp ga hả? Ga hay là hơi? Hay là bếp hơi? Hiện đại quá hả? Và các bạn có thể nhìn thấy không? Đây là khu vực nấu. Vâng, mặc dù là tôi chưa đọc cái chữ kia nhưng tôi cũng biết đây là khu vực nấu. Và các bạn nhìn thấy là những cái nồi và nghi nốc rất là sạch. Vừa mới rửa xong, chắc là mỗi khi nấu xong thì đây là những cái ghế mà sau khi nấu nướng xong thì họ đã dựng lên như thế này. Gọi là các cái chậu rửa. Chậu rửa và bàn kia là để thái rồi băm. Và đây là bể chứa nước. Tôi mới nhìn ai, thớt. Dao, thớt. Rất vâng, chào cháu. Một cách không được thạo lắm thì tôi nhìn vào quân hàm. Tôi đoán là thượng úy đúng không nhỉ? Dạ vâng. Vâng, xin chào đồng chí thượng úy. Đồng chí phụ trách khu nhà ăn này phải không ạ? Dạ vâng, có chị là đồ ăn của chiến sĩ là được chế biến từ khâu nhận thực phẩm cho đến chế biến và chia là cán bộ chiến sĩ là luôn luôn là phải giám sát từ cái khâu việc chia và đảm bảo cái thực phẩm luôn là đảm bảo về an toàn, cái chất lượng. Cái đầu vào thì đầu vào của thực phẩm thì mình mua ở chợ hay là mình tự cung cấp? Cái đầu vào của cái thực phẩm thì là trung đoàn, trạm giết mổ chế biến của trung đoàn là cấp. Còn cái rau thì của đơn vị tăng gia, đơn vị là cơ bản là tự cung tự cấp, không phải mua ngoài. Là thay nhau lên hàng ngày có điều tra của công chí xuống để trước khi anh em có chơi xếp thiết kế của đơn vị là đơn vị. Video này Uyên Uyên Việt Nam trân trọng kính tặng C42 anh hùng thuộc D4E12 sư đoàn 3 Sao Vàng. Các anh, những người từng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đã hy sinh và những người đang sống còn vất vả với những mưu sinh sẽ mãi mãi chiếm một vị trí quan trọng trong tình cảm của tất cả những người Việt Nam yêu nước. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tập trung này đi ạ. Xin chào thủ trưởng ạ. Xin chào thủ trưởng ạ.